Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2281, khôi phục, không cam lòng. Mà cùng lúc đó, Bạch Tiểu Nhu cùng Ngô Lăng Hương đám người thạch hóa chỗ kia trong sơn cốc. Bởi vì Diệp Thần Phong sắp mở ra cửa sơn cốc bí ẩn trận pháp phương pháp toàn bộ nói cho Đàm Nguyên Vũ. Cho nên, Đàm Nguyên Vũ là thuận lợi về tới chỗ này bên trong sơn cốc. Hắn hiện tại cũng không muốn làm lỡ bất kỳ từng giây từng phút rồi, trong tay hắn mang theo hai cô uống máu tộc tộc nhân thi. Thể, hắn lập tức đem uống máu tộc tộc nhân thi. Thể rạch ra, hắn lập tức đem uống máu tộc nhân tiên huyết, rồi ở thạch hóa Bạch Tiểu Nhu, Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng Triệu Tấn Bằng trên người. Nằm ở thạch hóa trạng thái Bạch Tiểu Nhu bọn bốn người, bọn hắn tại chạm vào uống máu tộc nhân tiên huyết sau đó trên người bọn hắn thạch hóa đang nhanh chóng hòa tan. Đó là một loại mắt thường có thể nhìn đến tốc độ. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Bạch Tiểu Nhu bọn bốn người toàn bộ thoát ly thạch hóa trạng thái, nhưng bọn họ lại có vẻ hơi suy yếu, đặc biệt là trước hết thạch hóa Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ trong miệng là không kịp thở, sắc mặt tái nhợt như vừa mới chát phấn qua màu trắng vách tường. Nằm ở loại này thạch hóa trạng thái, các nàng tùy thời tùy chỗ đều tại hao tổn sinh cơ. Đợi được thời gian nhất định liền triệt để biến thành một bộ tượng đá, cho nên Bạch Tiểu Nhu bọn người thân thể bên trong đều cũng có nhất định hao tổn. Từ thạch hóa trạng thái trong đi ra ngoài sau đó Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng đám người, bọn hắn trong đầu còn có chút mơ hồ, bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng lại đây, ánh mắt của bọn họ như ngừng lại Đàm Nguyên Vũ trên người, thẳng đến tốt sau một hồi lâu, Bạch Tiểu Nhu lập tức hỏi, ta đây là thế nào? Diệp đại ca đâu này? Đàm Nguyên Vũ hồi đáp, các ngươi trước đó toàn bộ bị hóa đá rồi, là Thần Phong dùng uống máu tộc huyết dịch cứu các ngươi. Trước hết thạch hóa Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, các nàng chả cũng không biết nơi này là uống máu tộc tổ địa, làm hai người bọn họ nghe được uống máu tộc thời điểm, hai người bọn họ khẽ cau mày, năm đó Lão Bạch cùng Lão Hắc lấy được quyển kia liên quan với uống máu tộc cổ tịch. Bọn hắn sau khi xem, bọn hắn trong lúc rảnh rỗi chính mình thu băng lại một quyển. Đặt ở gia tộc trong tàng thư các. Tuy nói sau Lão Bạch cùng Lão Hắc song song tử vong, Ngô gia cùng Giang gia cũng không rơi xuống, thậm chí trong tàng thư các thiếu rất nhiều tàng thư, thế nhưng quyển này Lão Bạch cùng Lão Hắc thu băng lại uống máu tộc thư tịch. Ngược lại là một mực không có thất lạc mất, hay là này thu băng lại cũng không phải là cái gì công pháp và bí pháp nguyên nhân đi. Người bình thường căn bản sẽ không đi xem. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên ngược lại là di truyền một ít chính mình tổ tiên Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tính cách, các nàng thân là Ngô gia cùng Giang gia thiên chi kiêu nữ, gia tộc mình tàng thư các tự nhiên là đối với các nàng hoàn toàn mở. Thả được rồi, hai người bọn họ tại trong tàng thư các nhìn thấy thu băng lại bản sau đó các nàng ngược lại là đem thu băng lại uống máu tộc cổ tịch nhìn một lần, cho nên bọn họ hai cái cũng là biết uống máu tộc nguồn gốc. Ngô Lăng Hương trong con ngươi xinh đẹp lóe lên nghiêm nghị. Người hỏi uống máu tộc. Nơi này vẫn tồn tại còn sống uống máu tộc nhân. Đàm Nguyên Vũ nói, đúng vậy, căn cứ Thần Phong nói tới. Nơi này chính là uống máu tộc tổ địa. Hắn lại chỉ lấy mặt đất thượng hai cỗ uống máu tộc nhân thi. Thể, nói, cái này hai cỗ thi. Thể chính là uống máu tộc nhân, là bị Thần Phong giết chết. Bây giờ tại đây nơi tổ địa bên trong uống máu tộc nhân toàn bộ thức tỉnh rồi. Thần Phong giết 10 tên uống máu tộc nhân. Bây giờ đại khái còn có chừng 40 tên uống máu tộc nhân. Trong đó uống máu tộc tộc trưởng tại thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực, còn lại chừng 40 tên uống máu tộc tộc nhân, toàn bộ tại thần vương cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong trong lúc đó. May mắn mà có Thần Phong quấn, ở uống máu tộc nhân, ta mới có cơ hội tới nơi này giúp các ngươi khôi phục. Đàm Nguyên Vũ lời nói để những người còn lại toàn bộ vẻ mặt lo lắng. Giang Thải Huyên nói, người nói là Diệp Thần Phong bây giờ còn tại cùng uống máu tộc nhân chiến đấu. Hắn chẳng qua là thiên thần cảnh thực lực, hắn phải như thế nào chiến thắng nhiều như vậy thần vương cảnh, còn có một tên thần tôn cảnh. Ngô Lăng Hương cũng lập tức nói ra, không được, chúng ta bây giờ lập tức đi tìm Diệp Thần Phong, cho dù muốn chết, chúng ta cũng phải cùng chết. Ta Ngô Lăng Hương xưa nay cũng sẽ không nợ ơn người khác, lần này cũng không ngoại lệ. Triệu Tấn Bằng ánh mắt kiên định nói ra, không sai a hát. Chúng ta không thể ở nơi này làm lỡ thời gian. Mà Bạch Tiểu Nhu khi nghe đến Đàm Nguyên Vũ lời nói sau, thân ảnh của nàng đã tại hướng về bên ngoài sơn cốc lao đi rồi, sau đó Đàm Nguyên Vũ đám người là đuổi kịp Bạch Tiểu Nhu. Tại Bạch Tiểu Nhu đám người lợi dụng truyền tống trận,
hướng về Diệp Thần Phong bên kia phương hướng chạy đi thời điểm. Tiêu Dao cùng nhóm thế lực lão tổ La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người. Bởi vì bọn họ không có truyền tống trận, cho nên bọn hắn rời xa tốc độ muốn so Đàm Nguyên Vũ chậm hơn rất nhiều, bọn hắn đang nhìn đến bầu trời cùng trên mặt đất không ngừng có màu trắng lưới khuếch tán sau đó bọn hắn không khỏi lần nữa dừng bước. Bọn hắn cảm giác được suốt bầu trời cùng trên mặt đất khuếch tán mà ra lưới, đối với bọn họ một điểm ảnh hưởng cũng không có, hẳn là đặc biệt nhằm vào uống máu tộc, bọn hắn hướng về Diệp Thần Phong phương hướng nhìn tới, bọn hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa trên bầu trời Diệp Thần Phong thân ảnh. La Thiên Hải đám người dù nói thế nào cũng là thần vương cảnh thực lực cường giả, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được màu trắng trong lưới ẩn chứa lực lượng cường đại, trong đó sức mạnh để cho bọn họ khiếp đảm không ngớt, may là trong lưới sức mạnh đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng gì. Trong đó Thiên Kiếm Tông Lý Nguyên Mục, cau mày nói, chuyện gì thế này? Những này động tĩnh toàn bộ là Diệp Thần Phong tiểu tử kia làm ra sao? Hắn tại uống máu tộc tổ địa bên trong mở ra một cái vô cùng cường đại trận pháp. La Thiên Hải gật đầu nói, bây giờ xem ra là như vậy, nhưng trận pháp này tuyệt đối không phải hắn bố trí, hẳn là đã sớm tồn tại uống máu tộc tổ địa bên trong, hẳn là vừa lúc bị Diệp Thần Phong tiểu tử này phát hiện, hắn không phải lời đồn bên trong tứ sư sao. Hắn tại trên trận pháp trình độ khẳng định cũng là cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ xem ra tiểu tử này không có lựa chọn thoát đi, hắn vẫn có chút phấn khích. Chỉ tiếc người như vậy không thể cho chúng ta sử dụng. Kim Hồng Thăng lạnh lùng nói, các vị, bây giờ không phải là nói những này lúc, trận pháp này tuy rằng hẳn là đặc biệt nhằm vào uống máu tộc, cũng không có đến cuối cùng, thắng bại là không biết, chúng ta bây giờ cần phải làm là nắm chặt thời gian rời đi nơi này, dù sao nuốt trong huyết tộc nhưng là có thần tôn cảnh cường giả. Tại Kim Hồng Thăng mở miệng sau đó những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn tiếp tục hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi rồi. Mà lúc này, thôn thiên các loại uống máu tộc nhân cùng Diệp Thần Phong vị trí. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là đứng ở trên không bên trong, thân thể hắn là càng ngày càng lảo đảo rồi, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải từ bầu trời bên trong rớt xuống, miệng hắn bên trong là cắn răng thật chặt răng, hắn đang không ngừng kiên trì. Xíu, 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 xíu. Từ trời và đất thượng màu trắng lưới bên trong, đột nhiên nhanh chóng bay ra từng cây năng lượng màu trắng tia sáng. Những này tia sáng thuận lợi đem thôn thiên trở thân thể càng ngày càng cứng ngắc uống máu tộc nhân cho quấn chặt lấy rồi, bởi thân thể cứng ngắc nguyên nhân, thôn thiên đám người căn bản là không cách nào tránh né. Thân thể đang bị lượn quanh ở sau đó thôn thiên cảm giác trong gân mạch linh khí dòng sông được rất có đóng băng ở, hắn căn bản vô pháp tránh thoát, trên mặt của hắn che kín cực hạn không cam lòng. Chương 2282, đổ nát, lối ra, ầm. Từng tiếng nổ tung không ngừng ở trong không khí quanh quẩn, chỉ thấy được năng lượng màu trắng tia sáng lượn quanh ở uống máu tộc tộc nhân. Thực lực từ thấp đến cao, thân thể của bọn họ trực tiếp được bạch sắc quang tuyến quấn. Lượn quanh nổ tung rồi, chỉ là trong chớp mắt, 20 tên thần vương cảnh sơ kỳ uống máu tộc tộc nhân, thân thể của bọn họ toàn bộ biến thành huyết vụ. Tại thập tử vô sinh trong trận, những này uống máu tộc tộc nhân, tung khiến cho bọn họ dùng hết toàn lực, bọn hắn cũng không cách nào đem lượn quanh ở của mình năng lượng màu trắng tia sáng làm đứt. Nuốt trời đang nhìn đến lập tức chết rồi 20 tên thần vương cảnh sơ kỳ tộc nhân, sắc mặt hắn dữ tợn dường như trong địa ngục ma quỷ rồi, hắn không ngừng vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, hắn hướng về phía giữa bầu trời Diệp Thần Phong giận dữ hét, tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, ngươi cho ta lập tức dừng tay. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thôn thiên con mắt huyết hồng một mảnh, bên trong thân thể của hắn huyết dịch sôi trào lên, trên trán bạo khởi từng cây màu máu đỏ gân, cả người hắn nằm ở một loại nổi giận trạng thái, trong lỗ mũi khí tức càng phát dồn dập, nguyên bản yếu hoàn toàn bị đóng băng ở linh khí dòng sông, dĩ nhiên dùng một loại nhanh chóng phương thức vận chuyển tuyết tan rồi, từ trên người hắn vọt lên một đạo ngập trời huyết hồng sắc khí thế. Màu máu địa ngục, thôn thiên không gian xung quanh toàn bộ biến thành đỏ như màu máu, liền ngay cả chung quanh hắn mặt đất cũng toàn bộ là huyết hồng một mảnh, lượn quanh ở trên người của hắn năng lượng màu trắng tia sáng toàn bộ được tan rã rồi, hắn giờ khắc này khí thế trên người là cực gây nên tăng vọt, từ hắn bên trong thân thể cuồn cuộn không đoạn tản ra khí tức sát phạt. Màu máu địa ngục chính là uống máu tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất mới có thể tu luyện cấm. Thuật, phàm là thi triển màu máu địa ngục.
trong khoảng thời gian ngắn có thể nằm ở một loại cực hạn trạng thái chiến đấu. Khắp mọi mặt thực lực đem mãnh liệt tăng lên, nhưng loại này cấm. Thuật đối thân thể là có hao tổn, cho nên trong tình huống bình thường Thôn Thiên sẽ không thi triển màu máu địa ngục, bây giờ hắn được Diệp Thần Phong làm cho là cùng đường mạt lộ rồi. Thôn Thiên chung quanh trên mặt đất, đang không ngừng bốc lên từng viên một giọt máu, tại hắn không khí bốn phía trong, tràn ngập ra rậm rạp chẳng chịt huyết phụ, hắn giờ phút này phảng phất là thân ở vô tận trong địa ngục. Thôn Thiên trong gân mạch linh khí dòng sông là triệt để khôi phục, thân thể của hắn cũng không lại cứng ngắc lại, hắn đỏ bừng con ngươi nhìn chằm chằm giữa bầu trời Diệp Thần Phong, thanh âm hắn âm lãnh quát tiểu tử, tự coi như ngươi đem trận pháp này hoàn toàn mở ra, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ta chính là uống máu tộc tộc trưởng, ta rót nhất định phải trở thành vùng thế giới này người thống trị. Đứng lập ở trên bầu trời Diệp Thần Phong, hắn khẽ cau mày, này thập tử vô sinh trận chính là hắn mở ra, cho nên bây giờ cái này thập tử vô sinh trận triệt để tại trong lòng bàn tay của hắn rồi. Diệp Thần Phong trong lòng không có quá nhiều lo lắng, thân là thập tử vô sinh trận người trưởng khống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trận pháp này power xa còn lâu mới có được thả ra. Phải biết ban đầu ở viễn cổ thời đại, một nhóm kia bố trí trận pháp này trận pháp sư, bọn họ là vì đối phó lúc đó thời kỳ toàn thịnh uống máu tộc, bây giờ uống máu tộc thực lực căn bản vô pháp cùng năm đó so sánh với. Cái này thập tử vô sinh trận như thế nào lại không đối phó được bây giờ uống máu tộc đây? Diệp Thần Phong câu thông thập tử vô sinh trận, ngón tay hướng về Thôn Thiên chỉ tay. Xíu, 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 xíu. Rậm rạp chằng chịt năng lượng màu trắng tia sáng hướng về Thôn Thiên đập vào mặt mà đi, từ trong lưới bay ra năng lượng màu trắng tia sáng, so với vừa vặn có thêm gấp mấy chục lần. Vừa vặn những năng lượng kia tia sáng ngoại trừ lượn quanh ở Thôn Thiên, chả lượn quanh ở còn lại uống máu tộc tộc nhân. Mà bây giờ gấp mấy chục lần năng lượng màu trắng tia sáng, toàn bộ là nhằm vào Thôn Thiên một người. Đối mặt nhanh chóng mà tới năng lượng tia sáng, Thôn Thiên không ngừng hủy hoại những năng lượng này tia sáng. Nhưng làm sao năng lượng màu trắng tia sáng quá nhiều. Tốc độ cũng quá nhanh rồi, thẳng đến cuối cùng coi như là thi triển màu máu địa ngục Thôn Thiên. Hắn cũng không kịp phá hủy cái kia rậm rạp chằng chịt năng lượng màu trắng tia sáng rồi. Thôn Thiên một lần nữa được bạch sắc quang tuyến cho đã cuốn lấy, lúc này bởi năng lượng màu trắng tia sáng nhiều lắm, Thôn Thiên trực tiếp được cuốn thành một cái nhộng tựa như, chỉ có đầu của hắn vẫn cứ lộ ở bên ngoài. Còn lại bộ phận toàn bộ được năng lượng màu trắng tia sáng cho quấn. Lượn quanh bao trùm lên rồi. Được nhiều như thế năng lượng màu trắng tia sáng lượn quanh ở, Thôn Thiên lần nữa không cách nào nhúc nhích, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông được trong nháy mắt đóng băng ở, liền vận chuyển mảy may cũng không làm được rồi. Thôn Thiên lần nữa bị hạn chế ở thời điểm, ầm, ầm, ầm. Tiếng bạo liệt lần thứ hai không ngừng vang lên. Lại có 10 tên thần vương cảnh trung kỳ uống máu tộc thân thể được quấn nổ tung thành huyết phụ rồi. Tại đây 10 tên thần vương cảnh trung kỳ uống máu tộc hóa thành huyết phụ, sau đó uống máu tộc toàn bộ trời đất cũng tại rung chuyển lên. Thập tử vô sinh trận đây là một cái cỡ lớn trận pháp, một khi mở ra trận pháp này, đến cuối cùng toàn bộ uống máu tộc tổ địa hội triệt để đổ nát. Chỉ thấy bầu trời cùng trên mặt đất xuất hiện từng đạo không cách nào khép lại vết rạn nứt. Toàn bộ uống máu tộc tổ địa bên trong núi đồi tại sụp đổ, dòng sông tại khô cạn. Đồng thời tại chỉnh mảnh uống máu tộc tổ địa rất nhiều cái phương hướng khác nhau, xuất hiện từng cái màu trắng to lớn lỗ hổng. Này xuất hiện màu trắng to lớn lỗ hổng chính là thông đi ra ngoài cửa ra vào rồi. Bây giờ thập tử vô sinh trận phải đem mảnh này tổ địa cũng cùng một chỗ hủy diệt, mảnh này tổ địa tự nhiên bất ổn rồi, tùy theo sẽ xuất hiện từng cái thông đi ra ngoài cửa ra vào. Đương nhiên uống máu tộc nhân thì không cách nào rời đi, bọn hắn toàn bộ được thập tử vô sinh trận cho hạn chế trụ rồi. Ầm, 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 ầm. Tiếng bạo liệt lần thứ hai vang lên, cuối cùng uống máu tộc thần vương cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong tộc nhân cũng toàn bộ biến thành huyết thủy, chỉ còn dư lại Thôn Thiên một cái uống máu tộc tộc nhân còn sống rồi. Được quấn, lượn quanh giường như nhộng tựa như Thôn Thiên, hắn nhìn thấy còn lại tộc nhân toàn bộ tử vong. Sắc mặt của hắn âm trầm yếu tích thủy rồi, nguyên bản lần này bọn hắn uống máu tộc thức tỉnh, hắn là ôm thống trị vùng thế giới này ý nghĩ. Nhưng hôm nay đâu này, tất cả những thứ này đều bị một cái thiên thần cảnh tiểu tử làm hỏng, này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Này làm cho hắn làm sao có thể chịu phục, thực lực của hắn tuy rằng không là năm đó đỉnh phong, nhưng hắn bây giờ tối thiểu cũng là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả A-Hát.
mà đang ở uống máu tộc chết chỉ còn dư lại Thôn Thiên một người thời điểm. Tiêu Dao cùng các loại tông môn lão tổ La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người, bọn hắn cảm giác được bầu trời cùng mặt đất đang nhanh chóng nứt ra rồi, bọn hắn nhìn ra được vùng thế giới này yếu hoàn toàn sụp đổ rồi, chính làm trong lòng bọn họ sốt ruột vạn phần thời điểm, bọn hắn nhìn thấy phía tây xuất hiện một cái cự đại màu trắng lỗ hổng. Bọn hắn lập tức tới nơi này cái màu trắng lỗ hổng trước. La Thiên Giang đám người cảm ứng một thoáng cái này lỗ hổng, sau đó trong đó Lý Nguyên Mục nói, cái này lỗ hổng có thể là thông đi ra ngoài, không gian bên trong pháp tắc phi thường vững chắc, chúng ta không thể ở nơi này dừng lại lâu rồi, một khi nơi này hoàn toàn sụp đổ, chúng ta cũng sẽ chết ở nơi này. La Thiên Giang đám người chỉ là tại hơi chút do dự một chút, sau đó thân ảnh của bọn họ liền toàn bộ tiến vào cái này màu trắng to lớn thiếu trong miệng. Thân ảnh của bọn họ lập tức biến mất ở uống máu tộc tổ địa bên trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2283, nhất định sẽ còn sống. Theo La Thiên Hải đám người thông qua to lớn màu trắng lỗ hổng rời đi. Uống máu tộc tổ địa sụp xuống độ càng lúc càng nhanh, đứng ở trên bầu trời Diệp Thần Phong, trước đó bất tử kim thân hoàn toàn thi triển xong rồi, ở trong người thần huyết không có khôi phục trước đó. Hắn không cách nào đang sử dụng bất tử kim thân. Một mực khống chế thập tử vô sinh trận vận chuyển, chính là phi thường tiêu hao tinh lực, đặc biệt là Diệp Thần Phong trong cơ thể chả bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, khóe miệng của hắn một bên không ngừng tràn ra tiên huyết, trên mặt đất chỉ còn dư lại Thôn Thiên một người còn sống rồi, liền ở Diệp Thần Phong yếu toàn lực thêm vận chuyển thập tử vô sinh trận, đem Thôn Thiên cho giết chết thời điểm. Bạch Tiểu Nhu, Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Triệu Tấn Bằng cùng Đàm Nguyên Vũ năm người này, thân ảnh của bọn họ xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt, tại đám người bọn họ còn muốn đến gần thời điểm, Diệp Thần Phong vội vàng quát, các ngươi tới nơi này làm gì? Nhanh chóng cho ta rời đi uống máu tộc tổ địa, lẽ nào các ngươi muốn phải chết ở chỗ này sao? Diệp Thần Phong lấy tư cách mở ra thập tử vô sinh trận người, hắn nhất định muốn đợi được trận pháp triệt để mất đi tác dụng, đến lúc đó uống máu tộc tổ địa sụp đổ. Hắn trực tiếp hội bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, hắn chỉ có thể tại không gian loạn lưu bên trong tìm tới lối ra. Nếu như hắn hiện tại liền rời đi trận pháp trong mắt trận, như vậy thập tử vô sinh trận lập tức sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó nhưng là không cách nào giết chết Thôn Thiên rồi. Hắn bây giờ bên trong thân thể bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, có thể nói hắn cũng là cung dương hết đà rồi. Một khi thập tử vô sinh trận mất đi tác dụng, không riêng gì hắn, e sợ Bạch Tiểu Nhu đám người toàn bộ phải chết ở chỗ này. Tới chỗ này Ngô Lăng Hương, Triệu Tấn Bằng cùng Đàm Nguyên Vũ đám người, bọn hắn không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Diệp Thần Phong nhưng là đối mặt một tên thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả cùng chừng 40 tên thần vương cảnh cường giả, bây giờ lại chỉ còn dư lại một tên thần tôn cảnh sơ kỳ Thôn Thiên. Như vậy nhìn đến mặt khác chừng 40 tên thần vương cảnh cường giả, bọn hắn toàn bộ được Diệp Thần Phong giết đi. Trong lòng bọn họ là phiên giang đảo hải. Bạch Tiểu Nhu nhưng không lo được nhiều như vậy, người hô, Diệp đại ca, Tiểu Nhu sẽ không rời đi ngươi, phải đi chúng ta cùng đi. Ngô Lăng Hương cũng nói, Diệp Thần Phong, ta chưa bao giờ yêu thích thiếu người, là ngươi giúp chúng ta chiếm lấy uống máu tộc huyết dịch. Ta đã mất ngươi, muốn ta ở vào thời điểm này rời đi, ngươi đem ta Ngô Lăng Hương cho rằng là người nào. Giang Thải Huyên ma nữ này cũng thay đổi bình thường làm vẻ ta đây, người nghiêm trang nói, Diệp Thần Phong. Lão nương đời ta cũng không có thiếu nợ qua bất luận người nào đây. Ta dựa vào cái gì yếu thiếu nợ ngươi? Ngươi muốn chúng ta đi, chúng ta muốn đi sao? Đàm Nguyên Vũ cùng Triệu Tấn Bằng không có mở miệng, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại dị thường kiên định, xem ra bọn hắn cũng là dự định lưu lại. Giữa bầu trời vết nứt càng lúc càng lớn. Trên mặt đất vết nứt cũng càng lúc càng lớn. Uống máu tộc tổ địa bên trong không gian cực hạn vặn vẹo, một cỗ hủy diệt chi lực ở trong đó không ngừng lan tràn. Nếu như Bạch Tiểu Nhu đám người toàn bộ lưu lại, như vậy đến lúc đó bọn hắn liền thật sự nguy hiểm, không gian loạn lưu không phải là đùa giỡn. Khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết Diệp Thần Phong, hắn giận dữ hét, các ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, ở nơi này lề mà lề mề làm gì? Lẽ nào các ngươi muốn cho ta làm tất cả những thứ này đều trôi theo nước chảy sao? Các ngươi ở lại chỗ này cũng là không làm nên chuyện gì, ta nhất định sẽ còn sống, nhất định sống sót cùng các ngươi gặp mặt, các ngươi lập tức cho ta rời đi. Này gầm lên giận dữ phảng phất đã dùng hết Diệp Thần Phong toàn lực,
làm cho thân thể của hắn lay động càng thêm lợi hại rồi. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người nghe được Diệp Thần Phong tiếng giống giận dữ sau. Bọn hắn rõ ràng Diệp Thần Phong là muốn đuổi bọn hắn đi, nhìn xem trong trời cao khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, quần áo trên người rách nát, trên da che kín từng đạo vết thương Diệp Thần Phong, trong lòng bọn họ tư vị đều không dễ chịu. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong chính là Long tộc tộc trưởng, nhưng Triệu Tấn Bằng là biết điểm này, được Diệp Thần Phong này gầm lên giận dữ, hắn thanh tỉnh một ít, hắn tin tưởng Long tộc tộc trưởng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tử vong, hắn biết Diệp Thần Phong làm nhiều như vậy. Còn không phải yếu để cho bọn họ rời đi sao? Triệu Tấn Bằng cắn răng nói, đi thôi, chúng ta lưu lại chỉ biết phụ thần Phong tấm lòng thành, chúng ta nên phải tin tưởng hắn. Hắn nhất định sẽ còn sống. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cắn chặt môi, hai người bọn họ đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời Diệp Thần Phong. Giờ khắc này, tại hai người bọn họ trong mắt, như thế quần áo lam lũ, biểu hiện trên mặt lại cực kỳ kiên định Diệp Thần Phong, như vậy khiến người ta mê muội. Ngô Lăng Hương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Diệp Thần Phong, ngươi nhất định phải cho ta sống. Ta Ngô Lăng Hương biết dùng đời này trả nhân tình của ngươi. Giang Thải Huyên cũng nói, Diệp Thần Phong, ngươi nghe cho ta, lần sau gặp mặt, ta liền là nữ nhân của ngươi. Bạch Tiểu Nhu không buông không tha nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, người căn bản cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Diệp Thần Phong lập tức cho Triệu Tấn Bằng truyền âm rồi, Triệu Tấn Bằng khi nghe đến Diệp Thần Phong mệnh lệnh sau, hắn thừa dịp Bạch Tiểu Nhu không chú ý, hắn trực tiếp đem Bạch Tiểu Nhu cho đánh ngất đi. Triệu Tấn Bằng đỡ đang hôn mê Bạch Tiểu Nhu. Hắn liếc bầu trời một cái bên trong Diệp Thần Phong, hắn liền hướng người gần nhất to lớn màu trắng lỗ hổng lao đi rồi. Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng Đàm Nguyên Vũ ba người này, bọn hắn cũng trịnh trọng liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong sau đó bọn hắn theo sát ở Triệu Tấn Bằng phía sau. Tại Triệu Tấn Bằng đám người toàn bộ biến mất ở uống máu tộc tổ địa bên trong sau, Diệp Thần Phong cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mà trên mặt đất được năng lượng màu trắng tia sáng quấn giống như một cái nhộng tựa như thôn thiên. Hắn quát lạnh, thật đúng là cảm động đây. Tiểu tử, ngươi làm như vậy đáng giá không? Ngươi cho là mình còn thật sự có thể sống rời đi. Một khi bị cuốn vào không gian loạn lưu, ngươi căn bản không có còn sống khả năng, ngươi cả đời đều sẽ bị lạc tại không gian loạn lưu bên trong. Diệp Thần Phong đối với thôn thiên quát lạnh thanh âm, hắn vốn là phỏng theo như không nghe thấy, hai cánh tay của hắn đột nhiên nâng qua đỉnh đầu, trong miệng lần thứ hai quát lên, là thiên địa lưới. Thập tử vô sinh. Toàn bộ uống máu tộc tổ địa sụp đổ độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mà trên mặt đất được năng lượng màu trắng tia sáng quấn chặt lấy thôn thiên, trong cổ họng hắn cũng không ngừng xuất làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Hắn chợt quát lên, nhóc con chết tiệt, không ý nghĩ gì đến ta đường đường uống máu tộc tộc trưởng hội ở trong tay ngươi ngã xuống té ngã. Uống máu tộc tổ địa bên trong hết thảy đều tại biến mất. Phàm là biến mất địa phương toàn bộ biến thành không gian loạn lưu. Tại thôn thiên thân thể cũng bị năng lượng tia sáng quấn nổ tung thời điểm, chỉ thấy từ trên người thôn thiên nổi lên một trận màu trắng ánh sáng, tuy rằng vẫn có âm. Một tiếng nổ tung vang lên, nhưng Diệp Thần Phong đã không nhìn thấy thôn thiên có phải không thật sự hóa thành huyết vụ. Bởi vì Diệp Thần Phong đầu càng ngày càng nặng, hắn trực tiếp ngất đi. Mà ở hắn ngất trong nháy mắt, toàn bộ uống máu tộc tổ địa hoàn toàn biến mất rồi, không gian chung quanh toàn bộ xé nứt ra. Uống máu tộc tổ địa hoàn toàn biến thành không gian loạn lưu một phần. Chương 2284, chuẩn bị dung hợp. Tại uống máu tộc tổ địa hoàn toàn sụp đổ. Hòa vào trong thứ nguyên không gian, biến thành trong thứ nguyên không gian một vùng không gian loạn lưu thời điểm. Trước tiên lướt vào một cái cự đại màu trắng lỗ hổng La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người. Bọn hắn thuận lợi về tới Trung Châu. Bởi vì uống máu tộc tổ địa bên trong xuất hiện rất nhiều to lớn màu trắng lỗ hổng, mỗi một lỗ hổng chỗ dẫn tới địa phương đều là bất đồng, cho nên La Thiên Hải đám người cũng không trở về đến tiến vào uống máu tộc tổ địa lúc trước địa phương. La Thiên Hải bọn người ở tại cảm thấy được chính mình về tới Trung Châu sau đó bọn hắn rốt cục hung hăng thở phào nhẹ nhõm, chu vi căn bản không có tiến vào uống máu tộc tổ địa lối vào rồi. La Thiên Hải đám người bởi vì trước tiên đi ra ngoài, bọn hắn cũng không biết cuối cùng uống máu tộc tổ địa bên trong tình huống, bọn hắn tại trầm tư một chút sau đó trong đó Hoa Vạn Sông nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước,
bàn bạc kỹ càng, nếu như uống máu tộc còn sống, như vậy chúng ta không thể không vì chuyện sau đó tính toán rồi. La Thiên Hải cùng Kim Hồng Thăng đám người phi thường tán thành Hoa Vạn Sông lời nói, La Thiên Giang nói, xem ra chỉ có thể trước tiên đem diệt Thiên Nguyên Cổ Thành sự tình buông xuống một chút, dù sao Thiên Nguyên Cổ Thành là nhất định muốn diệt. Hoa Vạn Sông bọn hắn cũng gật gật đầu, tuy nói lần này là Diệp Thần Phong cùng uống máu tộc tiêu hao rồi, bọn hắn mới có cơ hội thoát đi uống máu tộc tổ địa, nhưng bọn họ căn bản không có bất kỳ cảm ơn chi tâm, bọn hắn còn muốn tiêu diệt Thiên Nguyên Cổ Thành. Tại Hoa Vạn Sông đám người từ tổ địa bên trong lúc đi ra. Trung Châu nơi nào đó rừng cây bên trong. Triệu Tấn Bằng, Ngô Lăng Hương cùng Đàm Nguyên Vũ đám người, bọn hắn cũng từ uống máu tộc tổ địa bên trong đi ra. Bạch Tiểu Nhu nhưng vẫn là nằm ở hôn mê trong, được Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đỡ rồi. Tại bọn hắn từ tổ địa bên trong sau khi đi ra, cái kia lối ra lập tức vô ảnh vô tung biến mất rồi. Triệu Tấn Bằng nhíu chặt mày. Tuy rằng Diệp Thần Phong chính là Long tộc tộc trưởng, hắn cũng đúng Diệp Thần Phong có cực kỳ to lớn tự tin, nhưng trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy lo lắng. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên hai nữ nhân này cũng là tâm thần không yên, một bên Đàm Nguyên Vũ đang nhìn đến vẻ mặt của mọi người sau đó hắn nói ra các vị. Trước đó trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ cũng đã làm ra một khối thần phong bản mệnh ngọc bài, chỉ cần chúng ta trở về Thiên Nguyên cổ thành, chỉ cần thần phong bản mệnh ngọc bài không có nổ tung. Như vậy vậy thì chứng minh rồi thần phong bình an vô sự rồi. Khi nghe đến Đàm Nguyên Vũ lời nói sau, cả đám lập tức hướng về Thiên Nguyên cổ thành tiến đến. Cùng lúc đó, bất tỉnh đi Diệp Thần Phong, cũng không biết quá rồi bao lâu, trong đầu hắn mới từ từ bắt đầu khôi phục ý thức, hắn chỉ cảm thấy toàn thân hào không có sức mạnh, khi hắn chậm rãi mở mắt thời điểm. Chỉ thấy hắn ở vào một vùng tăm tối trong không gian. Tại không gian bên trong thỉnh thoảng sẽ có to lớn hòn đá phi mà qua. Những này hòn đá chất liệu đều không bình thường, cũng không phải đá bình thường đơn giản như vậy, nếu như những tảng đá này xẹt qua độ đầy đủ nhanh, e sợ thần vương cảnh cường giả được đánh tới, đồng dạng là hội cực kỳ không dễ chịu. Từ từ khôi phục thanh tỉnh Diệp Thần Phong, hắn biết mình là bị cuốn vào một không gian khác bên trong rồi, những này hòn đá chính là cái gọi là không gian loạn lưu. Nhưng nơi này vẫn tính không có hình thành chân chính không gian loạn lưu đây. Chân chính không gian loạn lưu là có vô số hòn đá tạo thành, để người tu luyện căn bản là muốn tránh cũng không được. Nơi này phóng tầm mắt nhìn tới trên dưới phải trái đều là đen như mực. Diệp Thần Phong thân thể cứ như vậy ở trong đó nổi lơ lửng. Bên trong thân thể bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế Diệp Thần Phong, trên mặt hắn đột nhiên vui vẻ, trải qua lần này trọng thương. Hắn thực lực hôm nay càng nhưng đã là từ thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, khóa nhập thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ rồi. Bước vào thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ sau đó nếu như hắn lại dùng viễn cổ bùn nhện nội đan, như vậy hắn chẳng phải là trực tiếp có thể từ thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ, tiêu thăng đến thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong nhất thời hưng phấn lên, thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh là một cái to lớn ranh giới, chỉ cần bước vào thần vương cảnh sau. Hắn tin tưởng chính mình thực lực đều sẽ có một cái bay vọt về chất. Diệp Thần Phong cảm thụ bốn phía, hắn xuất hiện nơi này đối pháp tắc không gian hạn chế biến mất rồi. Hắn không liền có thể lấy tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới sao? Bây giờ thân thể hắn nhúc nhích một cái đều cực kỳ khó khăn, hắn muốn lập tức tiến vào tiểu thế giới, khi hắn câu thông đến tiểu thế giới. Bóng người muốn đi vào tiểu thế giới thời điểm, trong chớp mắt. Bên trong vùng không gian này đối thân thể của hắn sinh ra nhất cổ to lớn sức hút, khiến hắn căn bản vô pháp tiến vào trong tiểu thế giới. Xuất hiện điểm này Diệp Thần Phong, hắn lông mày chăm chú vừa nhíu, hắn thử từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra viễn cổ bùn nhện nội đan. Từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra nội đan, này đúng là không có bất kỳ trở ngại, một viên viễn cổ bùn nhện nội đan đã xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong bàn tay rồi. Tại Diệp Thần Phong trong lòng nghi hoặc thời gian, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, không có gì hay suy nghĩ nhiều, tại loại này mênh mông vô bờ không gian bên trong, mỗi một nơi pháp tắc đều là bất đồng, người vị trí nơi này mặc dù đối với pháp tắc không gian không có quá lớn hạn chế, nhưng nơi này cần phải có chuyên môn nhất cổ sức hút, chỉ có thể hướng về chữ vật trang bị bên trong lấy đồ vật, không thể hướng về chữ vật trang bị bên trong bỏ vào thứ kia, người muốn đi vào tiểu thế giới. Điều này cũng chẳng khác gì là hướng về chữ vật trang bị bên trong bỏ vào thứ kia.
Khi nghe đến Lão Bạch giải thích sau đó, Diệp Thần Phong cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, trước mắt hắn yếu nắm chặt thời gian bước vào thần vương cảnh, này mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn bây giờ lập tức yếu dung hợp viễn cổ bùn nhện nội đan rồi. Tại thân thể rất khó nhúc nhích Diệp Thần Phong, yếu hấp thu viễn cổ bùn nhện nội đan năng lượng thời gian. Nơi xa có một vệt bóng đen tại trôi nổi lại đây, các loại bóng đen kia tới gần sau đó chỉ thấy bóng đen kia chính là Thôn Thiên. Giờ phút này Thôn Thiên chỉ còn dư lại một cái nửa người trên rồi, nửa người dưới của hắn hoàn toàn biến mất không thấy, hẳn là tại thập tử vô sinh trong trận nổ tung rồi, bất quá, Thôn Thiên ngược lại hay là còn sống, chỉ bất quá, tình trạng của hắn muốn so Diệp Thần Phong càng thêm kém, đan điền của hắn cũng phá hủy, có thể nói hắn hiện tại hoàn toàn là một người phế nhân. Thân thể của hắn sở dĩ chưa hề hoàn toàn nổ tung, đó là bởi vì trên người hắn có uống máu tộc bảo mệnh pháp bảo. Tại tối ngàn cân treo sợi tóc, uống máu tộc bảo mệnh pháp bảo vung tác dụng, nhưng cho dù như thế, nuốt trời vẫn là nửa người dưới nổ tung thành huyết vụ rồi, hoàn toàn biến thành một kẻ tàn phế. Tại Diệp Thần Phong nhìn thấy Thôn Thiên thời điểm, Thôn Thiên đồng dạng là nhìn thấy Diệp Thần Phong. Thôn Thiên thấy Diệp Thần Phong cũng là vô cùng chật vật, căn bản vô pháp tại cái này không gian chung hành động, hắn điên cuồng cười lạnh nói, tiểu tử, kết quả như thế này là ngươi muốn sao? Bây giờ ở nơi này vẫn không có hình thành chân chính không gian loạn lưu, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ cần không gian loạn lưu vừa xuất hiện, người ta đều sẽ không toàn mạng, có người bồi tiếp ta cùng chết, ta Thôn Thiên cũng không tính cô đơn rồi. Diệp Thần Phong bình tĩnh nhìn Thôn Thiên, hắn nói, có chuyện, ngươi từ đầu tới cuối đều nói sai rồi, trước đó ngươi cho là ta sẽ chết, nhưng ta lại một lần còn sống, hiện tại ta còn là không cho là mình sẽ chết, ta sẽ thật tốt sống tiếp. Sau đó rời đi cái này không gian bên trong, mà ngươi ở đây trong không gian là chắc chắn phải chết rồi. Chương 2285, Thần Vương, huyết mạch mở ra. Dứt tiếng sau, Diệp Thần Phong liền không để ý tới biến thành phế nhân Thôn Thiên rồi. Tại đây bóng tối vô tận không gian bên trong, chỉ còn dư lại nửa người trên Thôn Thiên, tình huống của hắn so với Diệp Thần Phong càng thêm gay gâu. Bây giờ hắn căn bản là đối Diệp Thần Phong không tạo được bất kỳ tổn thương nào. Thôn Thiên trong lòng đối Diệp Thần Phong là hận thấu xương, nếu như không có Diệp Thần Phong lời nói, như vậy bọn hắn uống máu tộc lần này tuyệt đối hội thuận lợi thức tỉnh, cuối cùng ở thời đại này quật khởi mạnh mẽ, hoàn thành năm đó ở viễn cổ thời đại chưa hoàn thành tâm nguyện, nhưng tất cả những thứ này toàn bộ được Diệp Thần Phong cái này thiên thần cảnh tiểu tử làm hỏng. Bây giờ thân ở này vô tận thứ nguyên không gian bên trong, hơn nữa bọn hắn vị trí khu vực này, phi thường không ổn định, liên tục có to lớn loạn thạch bay qua, nếu như nơi này hình thành một lần chân chính không gian loạn lưu, lấy bọn hắn bây giờ trạng thái, căn bản là không cách nào sống tiếp, hắn Thôn Thiên bây giờ là phế nhân một cái, hắn đương nhiên là không e ngại chết rồi, hắn muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng hắn đồng thời chết. Bởi hai người tách rời ra một khoảng cách, Thôn Thiên cũng không hề chú ý tới, Diệp Thần Phong cầm trong tay viễn cổ bùn nhện nội đan. Nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục nội đan được Diệp Thần Phong thật chặt nắm tại trong tay phải, tại hoàn cảnh này dưới, chả không cách nào tiến vào tiểu thế giới bên trong, hắn nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực, như vậy mới có bảo mệnh sức lực. Bên trong thân thể bị trọng thương, hầu như không cách nào nhúc nhích Diệp Thần Phong, hắn cắn răng đem trong gân mạch linh khí dòng sông thúc chuyển động, khả năng bởi vì là mạnh mẽ thôi thúc linh khí dòng sông, miệng hắn bên trong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Nơi xa nổi lơ lửng Thôn Thiên thấy thế, hắn cho rằng Diệp Thần Phong là muốn mạnh mẽ hoạt động thân thể, hắn quát lạnh, tiểu tử, đừng lãng phí sức mạnh, lấy ngươi bây giờ thương thế, ngươi trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng khôi phục, chúng ta liền đồng thời an tâm chờ chết ở đây đi. Diệp Thần Phong trầm mặc không có mở miệng, trong gân mạch linh khí dòng sông, bị hắn mạnh mẽ vận chuyển lại sau đó hắn không ngừng duy trì linh khí dòng sông tại trong gân mạch lưu động. Đem bên trong thân thể sinh ra yếu ớt linh khí, toàn bộ hướng về bàn tay phải lan truyền. Tại linh khí từ bàn tay phải của hắn tuôn ra sau khi đi ra. Tại trong bàn tay của hắn lập tức tạo thành nhất cổ sức hút, cỗ lực hút này bắt đầu ở hấp thu viễn cổ bùn nhện nội đan rồi. Bởi Diệp Thần Phong thân thể phi thường suy yếu, trong bàn tay hắn sinh ra sức hút còn chưa đủ mạnh mẽ, vừa mới bắt đầu chỉ có một tia tia năng lượng chậm rãi chảy vào bên trong thân thể của hắn. Kèm theo viễn cổ bùn nhện nội đan dòng năng lượng vào trong thân thể của hắn.
hắn lập tức cảm giác bên trong thân thể noãn rung rung, hẳn là viễn cổ bùn nhện nội đan năng lượng tại hòa vào trong thân thể của hắn rồi, hắn bàn tay phải bên trong sức hút cũng đang từ từ bắt đầu tăng lớn. Đang sức hút không ngừng tăng lớn sau đó chảy vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Viễn cổ bùn nhện nội đan năng lượng phảng phất là cuồn cuộn không đoạn, tại năng lượng trong đó tăng nhanh tấn mãnh chảy vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể sau. Hắn bên trong thân thể cảm giác sẽ không có vừa nãy như vậy được rồi, toàn thân hắn có một loại cực hạn căng đau cảm giác, nhưng tại loại này căng đau cảm giác dưới, hắn thân thương thế bên trong cơ thể cũng đang nhanh khôi phục, khí thế đồng dạng là tại nâng lên thăng. Có thể nói đây là một loại đau nhức cũng sung sướng cảm giác. Trôi nổi ở xa xa thôn thiên, hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong biến hóa trên người sau, thân sắc của hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt chành đến Diệp Thần Phong càng thêm quấn rồi, trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Không ngừng hấp thu viễn cổ bùn nhện trong nội đan năng lượng Diệp Thần Phong, tại thương thế khôi phục càng ngày càng nhiều sau. Trong bàn tay hắn sức hút liên tục tăng lên, trong nội đan năng lượng là một mạch nhanh tràn vào hắn bên trong thân thể. Diệp Thần Phong khí thế trên người đột nhiên kéo lên, bên trong thân thể của hắn càng thống khổ, nhưng trên mặt hắn biểu lộ lại càng hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác được chính mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Diệp Thần Phong chung quanh hắc ám không gian trở nên bạo động lên, từng trận mạnh mẽ sóng linh khí, từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Diệp Thần Phong không nghi ngờ chút nào từ thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ, khóa nhập thiên thần cảnh 7 tầng trung kỳ. Nhưng mà, đột phá chả xa hoàn toàn không chỉ như thế, theo Diệp Thần Phong dung hợp viễn cổ bùn nhện nội đan năng lượng càng ngày càng nhiều, từ trên người hắn là tuôn ra nhất cổ mạnh hơn nhất cổ thật khí thế cùng sóng linh khí. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền đột phá thiên thần cảnh 7 tầng trung kỳ, khóa nhập thiên thần cảnh hậu kỳ tầng 7. Sau đó lại tiến vào thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong. Tại bước vào thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong đột phá xu thế dừng lại một chút. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong chỉ tiêu hao viễn cổ bùn nhện trong nội đan gần một nửa năng lượng. Trong đó còn có hơn phân nửa năng lượng không có bị hắn hấp thu mà lại dung hợp đây. Diệp Thần Phong tiếp tục dung hợp viễn cổ bùn nhện trong nội đan năng lượng, nhưng trên người hắn không có yếu đột phá khuynh hướng. Chỉ là viễn cổ bùn nhện trong nội đan, còn lại năng lượng không ngừng tại hắn bên trong thân thể tích lũy, giống như là tại tích tụ sức mạnh. Đợi đến viễn cổ bùn nhện trong nội đan năng lượng toàn bộ được Diệp Thần Phong dung hợp trong nháy mắt, từ trong cơ thể hắn thấu đi ra nhất cổ khiến người ta kinh hồn táng đảm khí thế. Luồng khí thế này phảng phất có hủy thiên diệt địa uy năng, chung quanh hắn hắc ám không gian toàn bộ vặn vẹo lên, tại hắn không gian bốn phía bên trong. Chả tạo thành từng luồng lớn vô cùng cơn lốc. Oanh, một tiếng. Diệp Thần Phong chung quanh hắc ám không gian trở nên hỗn loạn cực kỳ, cực hạn nồng nặc mạnh mẽ linh khí, từ hắn bên trong thân thể phân tán mà ra, hắn khí chất trên người triệt để sinh thay đổi, bên trong thân thể cũng đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, trước hắn trong cơ thể nghiêm trọng thương thế, hôm nay là hoàn toàn khôi phục. Cảm thụ bên trong thân thể biến hóa, cảm giác trong cơ thể loại kia vô cùng cường đại sức mạnh, này căn bản không thể đủ cùng tại thiên thần cảnh làm so sánh rồi. Diệp Thần Phong biết mình là chân chính bước vào thần vương cảnh rồi, trong tay hắn được hút khô rồi sức mạnh viễn cổ bùn nhện nội đan, cũng đã vỡ vụn. Diệp Thần Phong thực lực hôm nay tại thần vương cảnh sơ kỳ rồi. Nơi xa nổi lơ lửng thôn thiên, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem tình cảnh này, hắn vốn cho là Diệp Thần Phong giống như hắn. Nhất định là sẽ chết tại đây vô tận không gian bên trong, nhưng ai biết Diệp Thần Phong không chỉ khôi phục thương thế nghiêm trọng, thậm chí thực lực của hắn chả trực tiếp khóa nhập thần vương cảnh sơ kỳ. Trước mắt hiện thực này, quả thực là khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Thôn Thiên vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét, tại sao lại như vậy? Ngươi làm sao có khả năng ở vào thời điểm này chả liên tục tăng cao thực lực? Thậm chí còn khóa nhập thần vương cảnh? Đây tuyệt đối không thể, ngươi rốt cuộc là ai? Bước vào thần vương cảnh sơ kỳ, thân thể khôi phục Diệp Thần Phong, hắn có thể tại hắc ám bên trong không gian đi lại, hắn liếc mắt nhìn xa xa thôn thiên, bờ vai của hắn vi vi run lên. Lại là oanh, một tiếng, một cổ cường đại vô cùng năng lượng hướng về thôn thiên đánh tới. Biến thành phế nhân thôn thiên, đối mặt Diệp Thần Phong tiện tay công kích, hắn cũng căn bản vô pháp tránh né. Một tiếng. Diệp Thần Phong năng lượng trực tiếp đem thôn thiên đầu cho vỡ vụn.
Tại thôn Thiên Triệt để tử vong sau đó, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, không sai, người rốt cục bước vào thần vương cảnh rồi, thuộc về ngươi huyết mạch của mình cũng coi như là mở ra. Chương 2286, vô thượng huyết mạch xung trời huyền. Thuộc về chính ta huyết mạch mở ra. Diệp Thần Phong trong lòng hơi hơi nghi hoặc, hắn cau mày hỏi, đây là ý gì? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích, chỉ cần bước vào thần vương cảnh là có thể sinh ra trong gia tộc mình huyết mạch, phàm là cùng ngươi có liên hệ máu mủ, hoặc là đã trở thành nữ nhân ngươi người, dòng máu của bọn họ sẽ cùng ngươi lẫn nhau sản sinh liên hệ, theo thực lực của ngươi tăng lên, huyết mạch của ngươi càng mạnh, bọn hắn tăng cao thực lực tốc độ cũng càng nhanh. Hiệp khách mạng tiếng Trung. Mỗi một cái gia tộc bên trong cái thứ nhất bước vào thần vương cảnh người, hắn chính là mở ra gia tộc này huyết mạch người, từ nay về sau, gia tộc này phát triển, toàn bộ rơi xuống mở ra huyết mạch trên thân người, phàm là huyết thống cùng quan hệ cùng hắn càng người thân cận, bọn hắn bị chỗ tốt thì càng nhiều. Bây giờ huyết mạch của ngươi đã mở ra, trong đó nhất là được lợi chỉ sợ sẽ là con gái của ngươi rồi, tương lai nếu như ngươi có thể bước vào thần đế cảnh, hoặc là vĩnh sinh cảnh, như vậy con gái của ngươi hay là không dùng tu luyện, thực lực của bọn họ sẽ có một lần bay vọt về chất. Lão Hắc cũng lập tức mở miệng nói, huyết mạch đối với mỗi gia tộc đều là vô cùng trọng yếu, chỉ có mở ra thuộc về mình gia tộc huyết mạch, gia tộc này bên trong sinh ra thiên tài tỷ lệ mới sẽ mức độ lớn dâng lên. Như Tiêu Dao cùng các loại tông môn lão tổ La Thiên Hải đám người, bọn hắn cũng không phải mở ra huyết mạch người, trừ phi thực lực của bọn họ có thể vượt qua năm đó mở ra huyết mạch người, như vậy bọn hắn là có thể thay vào đó rồi. Rất rõ ràng bọn hắn hẳn là đều không có vượt qua năm đó trong gia tộc mình mở ra huyết mạch tổ tiên. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, mỗi một loại huyết mạch đều cũng có cực hạn, trừ phi mở ra huyết mạch người một mực sống sót, như vậy huyết mạch liền không tồn tại cực hạn thuyết pháp, nhưng mở ra huyết mạch người một khi chết rồi, bọn hắn một điều này huyết mạch hội từ từ suy sụp, đến cuối cùng thậm chí huyết mạch phong bế, yếu một lần nữa mở ra, nhưng là huyết mạch suy sụp là dài đằng đẵng. Coi như là mở ra huyết mạch người đã chết, gia tộc kia huyết mạch triệt để suy sụp phong bế. Khả năng cũng phải mấy ngàn năm, đến mấy vạn năm khác nhau. Tại Diệp Thần Phong nghe lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vân Thiên, giới thiệu huyết mạch chi lúc nói, toàn bộ thiên huyền giới đã sớm lâm vào sôi trào chi bên trong. Trung Châu, nơi nào đó đỉnh núi cao. Tiêu Dao cùng các loại tông môn lão tổ La Thiên Hải cùng Hoa Vạn Sông đám người. Bọn hắn toàn bộ đứng ở trên đỉnh núi, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong, bọn hắn toàn bộ là rơi vào trong trầm tư, trên mặt bọn họ biểu lộ tràn đầy nghi ngờ không thôi, tràn đầy ngạc nhiên cùng không dám tin tưởng. Chỉ thấy tại trên bầu trời xuất hiện 7 cái lớn vô cùng kim sắc quang trụ. E sợ không chỉ có Trung Châu có thể nhìn thấy này 7 cái kim sắc quang trụ, toàn bộ thiên huyền giới cũng có thể nhìn thấy này 7 cái kim sắc quang trụ. Mọi người đều biết. Gia tộc kia bên trong từ xưa đến nay không có thần vương cảnh tồn tại lời nói, phàm là có người có thể bước vào thần vương cảnh, là có thể mở ra gia tộc này huyết mạch, kỳ huyết mạch một khi mở ra, liền sẽ sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cái gọi là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chính là thần vương cột sáng. Mở ra huyết mạch càng thêm cường hãn, hắn sinh ra thần vương cột sáng càng nhiều, trong tình huống bình thường có thể xuất hiện 4 tới 5 căn thần vương cột sáng. Vậy thì đại biểu mở ra huyết mạch cực kỳ cường hãn rồi, từ xưa đến nay. Thật giống nhiều nhất cũng chỉ là xuất hiện 6 cái thần vương cột sáng mà thôi, 7 cái thần vương cột sáng xuất hiện, hôm nay huyền giới người quả thực là chưa bao giờ nghe, thậm chí là ghi chép viễn cổ thời đại cổ tịch thượng, thiên huyền giới người cũng không có thấy qua cái gì 7 cái thần vương cột sáng. Cho nên, trên trời huyền giới trong mắt người, 6 cái thần vương cột sáng liền là huyết mạch cao nhất rồi. Bây giờ trên trời huyền giới trên bầu trời, xuất hiện 7 cái lớn vô cùng màu vàng thần vương cột sáng, hơn nữa toàn bộ thiên huyền giới cũng có thể nhìn thấy này 7 cái cột sáng, chẳng trách toàn bộ thiên huyền giới hội sôi trào. La Thiên Hải đám người quá rồi tốt sau một hồi lâu. Bọn hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, bọn hắn mới vừa vặn chạy ra uống máu tộc tổ địa, bây giờ rồi lại nhìn thấy lần này cảnh tượng, này để cho bọn họ là càng ngày càng không bình tĩnh lên. Bây giờ thiên huyền giới là càng ngày càng không bình tĩnh rồi. Kim Hồng Thăng cau mày nói, 7 cái thần vương cột sáng. Trên trời huyền giới lại có một loại mới huyết mạch sinh ra. Mở ra huyết mạch dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện 7 cái thần vương cột sáng.
Loại này huyết mạch phải cường hãn bao nhiêu mới có thể? Rất rõ ràng thiên địa dị tượng này là Diệp Thần Phong để cho xuất hiện, tuy nói hắn bây giờ tại thứ nguyên không gian bên trong, nhưng hắn cũng coi như là trên trời huyền giới thứ nguyên không gian bên trong, tại thứ nguyên không gian bên trong thì không cách nào sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cho nên này mở ra huyết mạch cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, dĩ nhiên xuyên thấu qua thứ nguyên không gian. Trực tiếp trên trời huyền giới bầu trời hiển hiện ra. La Thiên Giang cũng ngưng trọng nói, chúng ta nhất định muốn tìm ra mở ra loại này toàn bộ tân huyết mạch người, bây giờ hắn mới vừa vặn bước vào thần vương cảnh, chúng ta hay là còn có thể đem hắn thu phục, nếu để cho gia tộc kia trưởng thành, tương lai thiên huyền giới chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta làm chủ rồi. La Thiên Hải cũng gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ Trung Châu thực sự là thời buổi rối loạn, chúng ta bây giờ không cách nào xác định uống máu tộc đến cùng phải hay không chết rồi. Hiện tại lại sinh ra mạnh mẽ như thế một loại huyết mạch, chúng ta nhất định muốn khống chế hết thảy tương lai có thể phát sinh không xác định nhân tố. Hoa Vạn Sông trầm ngâm một hồi nói, lần này chúng ta sau khi trở về, lập tức phái người ra ngoài tra xét, rốt cuộc là ai mở ra loại này hoàn toàn mới huyết mạch, bây giờ e sợ toàn bộ thiên huyền giới, toàn bộ bởi vì loại này dị tượng, rơi vào một loại khiếp sợ bên trong rồi, dù sao bảy cái thần vương cột sáng. Đây chính là liền ngay cả trong sách cổ đều không có ghi lại. Tại La Thiên Hải đám người đàm luận thời khắc, Trung Châu nơi nào đó trên bầu trời. Nguyên bản đang không ngừng đạp không mà đi Triệu Tấn Bằng cùng Ngô Lăng Hương đám người, bọn hắn cũng toàn bộ là nhìn thấy này bảy cái thần vương cột sáng, thân ảnh của bọn họ nhất thời dừng lại ở giữa không trung bên trong, nhìn xem bảy cái màu vàng thần vương cột sáng suy nghĩ xuất thần. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên xem như là kiến thức tương đối nhiều người, nhưng tung khiến hai người bọn họ nhìn thấy này bảy cái thần vương cột sáng, các nàng trong lúc nhất thời cũng chưa hoàn hồn lại, bảy cái thần vương cột sáng đây chính là chưa từng có, rốt cuộc là ai mở ra bực này vô thượng huyết mạch. Đàm Nguyên Vũ tại sâu sắc thở dài một hơi sau đó nói ra, xem ra trong lúc này Châu đúng là sắp biến thiên rồi, sẽ là ai khóa nhập thần vương cảnh đâu này. Hơn nữa còn mở ra cỡ này chưa từng có ai huyết mạch. E sợ mở ra bực này huyết mạch người, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu, nhưng tại toàn bộ thiên huyền giới, ta chưa từng nghe nói có nhân vật bực này đó a. Triệu Tấn Bằng nói, không cần lo những thứ này, chúng ta hay là trước mau chóng chạy về thiên nguyên cổ thành đi. Bây giờ là ai mở ra loại này huyết mạch đều không trọng yếu, quan trọng nhất là chúng ta yếu xác định thần phong an toàn vô sự. Ngô Lăng Hương đám người gật đầu tán thành, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới đây loại vô thượng huyết mạch là Diệp Thần Phong mở ra, bọn hắn nhưng sẽ không nghĩ tới Diệp Thần Phong không những một chút chuyện cũng không có, hơn nữa còn khóa nhập thần vương cảnh. Có thể nói toàn bộ thiên huyền giới toàn bộ được bảy cái thần vương cột sáng, được này sinh ra hoàn toàn mới một loại vô thượng huyết mạch cho rung động. Chương 2287, Mê Chi Không Giữa. Tiêu Giao cùng nhóm thế lực lão tổ La Thiên Hải đám người. Lại có thêm Đàm Nguyên Vũ cùng Ngô Lăng Hương chờ những người này. Bọn hắn sở dĩ không có hoài nghi, này bảy cái thần vương cột sáng là Diệp Thần Phong tạo thành. Cái kia là bởi vì bọn hắn tự uống máu tộc tổ địa bên trong trốn ra được mới thời gian bao lâu. Tại bọn hắn trốn lúc đi ra, Diệp Thần Phong thực lực mới nằm ở thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, tại thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh trong lúc đó. Có một đạo khó mà vượt qua ngưỡng cửa, rất nhiều thiên tài cũng có khả năng cả đời bị vây ở thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong. Bọn hắn nhưng cũng không biết Diệp Thần Phong nắm giữ viễn cổ bùn nhện nội đan, tuy nói Diệp Thần Phong thiên phú chắc việt cực kỳ, thậm chí là chưa từng có ai, nhưng cũng không thể nhanh như vậy bước vào thần vương cảnh. Như La Thiên Hải các loại thần vương cảnh lão tổ, bọn hắn năm đó từ thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, bước vào thần vương cảnh sơ kỳ thời điểm. Bọn hắn có cái nào không phải bỏ ra mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Lại nói bọn hắn trước khi rời đi, Diệp Thần Phong đang đối kháng với uống máu tộc đây. Hắn nơi nào còn có cái gì đột phá kỳ ngộ a hát? Có thể bảo vệ mệnh, đây chính là kết quả tốt nhất rồi. Tại toàn bộ thiên huyền giới bởi vì Diệp Thần Phong bảy cái thần vương cột sáng mà sôi trào thời điểm. Chỗ kia bóng tối vô tận không gian bên trong. Thực lực đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần Phong, hắn từ lão Bạch cùng lão Hắc khẩu bên trong hiểu được huyết mạch câu chuyện, trong mắt của hắn vi vi ngưng lại, tại bước vào thần vương sau đó cả người hắn khí chất trở nên càng thêm phiêu dật rồi, cho người một loại nhìn không thấu cảm giác.
khí thế trên người thu lại ở trong cơ thể, cảm thụ trong thân thể mênh mông sức mạnh, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, bây giờ bước vào thần vương cảnh, hắn rốt cục có thể phóng thích thần vực rồi. Nhưng hắn cảm giác được trong mi tâm thần vực nằm ở một loại chuyển hóa trong quá trình, đây là từng cái thần vương cảnh cường giả cần phải trải qua quá trình, tại vừa vặn bước vào thần vương cảnh sau đó yêu cầu chừng 10 ngày, này mới có thể lần thứ nhất thả ra thần vực. Tại bước vào thần vương cảnh sau đó Diệp Thần Phong lại thử một chút tiến vào tiểu thế giới, nhưng tại bóng tối này trong không gian, nhưng vẫn là có một nguồn sức mạnh nắm kéo hắn. Xem đến vẫn là không cách nào tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, nhưng từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy đồ vật là không trở ngại chút nào. Diệp Thần Phong nhìn xem chu vi từng khối mãnh liệt xẹt qua cự tảng đá lớn, hắn hiện tại nhất định muốn mau chóng rời khỏi nơi này, hắn biết Bạch Tiểu Nhu cùng Ngô Lăng Hương đám người. Hiện tại hẳn là toàn bộ trở về Trung Châu rồi, đương nhiên Tiêu Giao Cung lão tổ khẳng định cũng trở về đến Trung Châu rồi. Diệp Thần Phong vẫn là vô cùng lo lắng Thiên Nguyên Cổ Thành tình huống, lần này đáng tiếc không thể đem La Thiên Hải đám người tính mạng ở lại uống máu tộc tổ địa. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ rồi, chỉ cần hắn có thể rời đi nơi này. Hắn tuyệt đối có lòng tin bảo vệ Thiên Nguyên Cổ Thành. Bình thường xây dựng truyền tống trận đều là ở vào phi thường vững vàng không gian bên trong. Còn có một chút cường giả hội xé rách hư không đi tới phương pháp, bọn hắn chỗ xé rách hư không, cũng đều là cực kỳ vững vàng. Trên trời huyền giới không gian có thiên thiên vạn vạn, mỗi một cái không gian đều là bất đồng, mà Diệp Thần Phong bây giờ nằm ở cái này bóng đêm vô tận không gian, chưa bao giờ đoạn xẹt qua cự tảng đá lớn, này cũng có thể thấy được không gian này tuyệt đối là không ổn định. Khôi phục thương thế mà lại thực lực đột phá Diệp Thần Phong, hắn có thể tại đây nơi vô tận bên trong không gian tự do phi hành, thân ảnh của hắn bắt đầu hướng về phía trước đạp không mà đi. Tại đạp không mà đi trong quá trình, hắn không ngừng tránh né từng khối to lớn phi hành hòn đá. Chỗ này không gian thật giống căn bản không có phần cuối bình thường. Ngoại trừ không ngừng có to lớn hòn đá ở trong đó qua lại ở ngoài, hầu như liền không có bất kỳ vật gì khác rồi. Tại đạp không mà được rồi mấy canh giờ sau. Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên dừng lại, lông mày của hắn nhíu thật chặt, hắn phát hiện càng ngày càng không được bình thường. Hắn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, nơi này, ta phải hay không tại trước đó đi qua? Chẳng lẽ nói ta một mực tại một nơi nào đó vòng quanh sao? Ta ở nơi này lạc lối phương hướng rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên chậm chạp không có mở miệng. Hai người bọn họ cần phải cũng rơi vào trong trầm tư. Quá rồi tốt sau một hồi lâu. Lão Bạch cùng lão Hắc phảng phất là nghĩ tới một ít cái gì, trong đó lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh, nói tiểu gia hỏa. Lúc này người yếu rời đi nơi này e sợ phi thường phiền toái, nơi này hẳn là trong truyền thuyết mê chi không giữa. Lão Hắc Giang Vận Thiên âm thanh nghiêm nghị, nói tiểu tử, tại bên trong vùng thế giới này. Chỉ cần xé rách hư không. Là có thể tiến vào thứ nguyên không gian bên trong, bình thường cái kia thiên thiên vạn vạn thứ nguyên không gian đều là tương thông, nhưng chỉ có mê chi không giữa là đơn độc tồn tại. Mê chi không giữa tại viễn cổ thời đại liền tồn tại, phàm là tiến vào mê chi bên trong không gian người tu luyện, có người nói coi như là thần tôn cảnh cường giả. Đồng dạng là không cách nào từ mê chi bên trong không gian đi ra, từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ, cần phải có vô số người tu luyện. Bởi vì chính mình không cẩn thận, cuối cùng bị cuốn vào mê chi bên trong không gian, ta vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể từ mê chi bên trong không gian đi ra. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh gật đầu nói, đúng vậy, tiểu gia hỏa, phàm là tiến vào lạc lối không gian, ngươi liền hội lạc mất phương hướng rồi, cả đời ở nơi này du đãng đi xuống, không nghĩ tới uống máu tộc tổ địa sụp đổ, cuối cùng sẽ đem ngươi cuốn vào mê chi không giữa, ngươi yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Dựa vào ta cùng lão Hắc muốn cho ngươi rời đi nơi này, chỉ sợ cũng là phi thường khó khăn. Mê chi không giữa. Diệp Thần Phong tâm tình trong nháy mắt trở nên trầm trọng, trước đó đột phá đến thần vương cảnh vui sướng, vào thời khắc này là biến mất không còn chút nào, nếu quả như thật dường như lão Bạch cùng lão Hắc chỗ nói như vậy, hắn yếu rời đi nơi này liền thật sự rất khó. Từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ, phàm là cuốn vào mê chi bên trong không gian người. Một cái cũng không hề rời đi qua, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng không phải một tin tức tốt, hắn bây giờ là bức thiết muốn trở về Trung Châu, ở Trung Châu còn có một ít chuyện chờ hắn đi xử lý đây.
hắn không thể tại mê chi bên trong không gian làm lỡ thời gian. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, lẽ nào liền thật sự không có cách nào sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, người trước tại mê chi trong không gian khắp nơi đi đi, ta cùng Lão Hắc nhìn xem có thể hay không tìm tới rời đi lối ra. Khi nghe đến Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau đó Diệp Thần Phong tiếp tục tại mê chi bên trong không gian đạp không mà được rồi. 5 ngày lóe lên liền qua. Trong vòng 5 ngày này Diệp Thần Phong phát hiện mình một mực tại nơi nào đó đảo quanh, mà Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng không tìm ra rời đi lối ra. Diệp Thần Phong dừng lại, khi hắn muốn ở trong lòng mở miệng thời điểm. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, cuồn cuộn tiếng nổ lớn, từ 4 phương 8 hướng truyền vào Diệp Thần Phong bên trong tai. Kèm theo tiếng nổ lớn, liền ngay cả 4 phía không gian cũng rung động chuyển động. Này làm cho Diệp Thần Phong trong đầu thần kinh bỗng nhiên căng thẳng, hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt. Lúc trước 5 ngày thời gian, Diệp Thần Phong hầu như không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, mà giờ khắc này đột nhiên có to lớn như vậy động tĩnh sản sinh, đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Trong gân mạch linh khí dòng sông đã vận chuyển, thần niệm hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán, cảm ứng chu vi gió thổi cỏ lay biến hóa, Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi. Bởi vì không gian xung quanh rung động tần suất càng lúc càng nhanh, cái kia cuồn cuộn nổ vang cũng càng ngày càng đâm nhói màng tai rồi. Chương 2288, rèn luyện, nguy cơ, mê chi bên trong không gian. Làm Diệp Thần Phong nhìn thấy phát ra âm thanh khởi nguồn sau đó tâm tình của hắn trở nên càng thêm trầm trọng. Chỉ thấy trên dưới phải trái, rậm rạp chằng chịt từng khối to lớn phi thạch. Đang nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bên này tập trung lại đây, có thể nói mỗi một khối phi thạch trong lúc đó chỉ có một ít đầu khe nhỏ, căn bản liền né tránh không gian cũng không có. Này rậm rạp chằng chịt phi thạch, nhưng không phải bình thường thạch đầu, coi như là thần vương cảnh cường giả, được này phi thạch đánh tới thân thể, khẳng định cũng là cực kỳ không dễ chịu, chớ nói chi là có nhiều như vậy rậm rạp chằng chịt phi thạch đây. E sợ thần vương cảnh cường giả cũng chịu không qua đó a. Đây chính là mê chi bên trong không gian hình thành không gian loạn lưu rồi, từng ở địa huyền giới thời điểm, Diệp Thần Phong cũng là trải qua không gian loạn lưu, nhưng đã từng không gian loạn lưu cùng nơi này đem so sánh, hoàn toàn là như gặp sư phụ, một chỗ cùng một cái ngày khác biệt, mê chi bên trong không gian loạn lưu, muốn so đã từng địa huyền giới không gian loạn lưu mạnh mẽ thượng vô số lần. Mắt thấy 4 phương 8 hướng tấn công tới phi thạch càng ngày càng gần. Diệp Thần Phong hiện tại cũng không cách nào tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, hắn bây giờ chỉ có cứng rắn chống đỡ qua này không gian loạn lưu rồi, hắn tại bước vào thần vương cảnh sơ kỳ sau đó cơ thể hắn cường độ cũng chỉ dừng lại ở thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi, giống như là cơ thể hắn cường độ đã tới một bình cảnh. Tại bước vào thần vương cảnh sau đó trong cơ thể thần huyết là hoàn toàn khôi phục, đồng thời trả tăng lên không ít, nhưng càng đi lên bất tử kim thân gia tăng số lần càng chậm. Cho nên bước vào thần vương cảnh sau đó Diệp Thần Phong là bất tử kim thân cũng chỉ là từ 20 lần, tăng lên tới 21 lần. Bên phải phi thạch trước hết đến. Diệp Thần Phong đã sớm tướng khí thế tăng lên tới cao nhất rồi, trong tay hắn thanh vân kiếm hướng về phía bên phải to lớn phi thạch bổ ra ngoài. Một tiếng. Thần vương cảnh cường giả toàn lực một kiếm nhưng là không phải chuyện nhỏ, bên phải một khối to lớn phi thạch, nhất thời bị đánh thành hai nửa. Nhưng rậm rạp chằng chịt phi thạch, từ 4 phương 8 hướng tấn công tới, tại Diệp Thần Phong chống đối bên phải phi thạch thời điểm, bên trái phi thạch, phía trên phi thạch cùng phía dưới phi thạch, toàn bộ bỗng nhiên mà tới, nhanh chóng đụng vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Diệp Thần Phong căn bản không kịp chống đối cùng tránh né. Từng khối phi thạch liên tiếp va chạm thân thể của hắn, hắn ra trên người, xương cùng gân mạch nhanh chóng nứt toác. Đối mặt tình huống như vậy. Diệp Thần Phong đương nhiên là không chút do dự thi triển bất tử kim thân, nhanh chóng khôi phục thân thể. Hắn cũng không muốn được những này rậm rạp chằng chịt phi thạch va chạm thành thịt nát rồi. Tại Diệp Thần Phong được này lít nha lít nhít phi thạch không ngừng va chạm, bất tử kim thân cũng đang không ngừng khôi phục thương thế hắn thời điểm, trong lòng của hắn nghi ngờ không thôi lên, bởi vì theo những này phi thạch không ngừng va chạm, lại có bất tử kim thân khôi phục. Hắn cảm giác cơ thể của mình tại dùng một loại chậm rãi tốc độ tăng lên. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng lập tức xác định Diệp Thần Phong loại ý nghĩ này, trong đó Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, nơi này phi thạch đích xác rất quái lạ,
phối hợp với bất tử kim thân khôi phục, dĩ nhiên có thể để cho ngươi tăng lên nhục thân cường độ, chỉ bất quá tiểu tử ngươi bất tử kim thân số lần có hạn, ngươi bây giờ không nên cao hứng quá sớm, nếu như ngươi là bất tử kim thân thi triển xong rồi, ngươi cuối cùng còn không phải cũng bị những này phi thạch va chạm thành thịt nát sao? Diệp Thần Phong cũng nghĩ đến lão Hắc lo lắng, nhưng bây giờ ngoại trừ ở nơi này chống đối. Hắn căn bản thoát đi không đi ra ngoài, thật sự là bốn phương tám hướng phi thạch quá mức dày đặc, khiến hắn căn bản khai thác không ra một cái đi ra thông đạo đến, hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ qua một cái ba không gian loạn lưu. Theo thời gian từ từ chuyển rời, Diệp Thần Phong đã thi triển xong 21 lần là bất tử kim thân. Đồng thời cơ thể hắn cường độ dĩ nhiên chậm rãi tăng lên tới thần tôn cảnh trung kỳ. Nhưng không gian loạn lưu còn chưa kết thúc, tuy rằng thực lực chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng tốt xấu nhục thân so với thần tôn trung kỳ rồi. Thế nhưng bốn phương tám hướng phi thạch nhiều lắm, hơn nữa càng ở sau phi thạch cường độ cũng càng mạnh, cho dù Diệp Thần Phong nhục thân đã tới thần tôn trung kỳ, hắn cũng chịu không được a hát. Diệp Thần Phong ra trên người nhanh chóng nứt toác, xương cũng không ngừng gãy vỡ, cuối cùng liền gân mạch cũng vỡ vụn. Bây giờ không có bất tử kim thân sau đó thân thể của hắn căn bản là không cách nào khôi phục. Mắt thấy chính mình càng ngày càng suy yếu, mắt thấy liền muốn đi đời nhà ma rồi, lão Bạch cùng lão Hắc cũng đang nhanh chóng nghĩ biện pháp thời điểm. Không gian chung quanh loạn lưu trong chớp mắt chậm lại tốc độ, dần dần, nơi này không gian loạn lưu lại tản đi rồi. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, cả người suy yếu vô cùng Diệp Thần Phong. Hắn đang nhìn đến không gian chung quanh loạn lưu đình chỉ sau. Hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng của hắn là liên tục cười khổ, thật vất vả đột phá đến thần vương cảnh, thân thể thật vất vả khôi phục, bây giờ rồi lại biến thành bộ này dáng dấp chật vật. Xương cùng gân mạch toàn bộ gãy vỡ, ở trong môi trường này muốn khôi phục, nhất định là phi thường chậm rãi, trọng yếu nhất tại mê chi bên trong không gian, vạn nhất lại tới một lần nữa như vậy không gian loạn lưu. Diệp Thần Phong há không là sự thật muốn đi thấy Diêm Vương ra rồi. Nhục thân cường độ tuy rằng tăng lên tới thần tôn cảnh trung kỳ, nhưng lại rơi vào mức độ như vậy, Diệp Thần Phong nhưng là liền một điểm vui sướng cũng không có, thân thể của hắn tại mê chi bên trong không gian không ngừng phiêu đáng, theo mê chi bên trong không gian sinh ra chấn động, chính hướng về bên phải không ngừng trôi nổi mà đi. Tại Diệp Thần Phong cả người xương cốt gân mạch đứt từng khúc thời điểm, Đàm Nguyên Vũ cùng Triệu Tấn Bằng mấy người cũng toàn bộ về tới Thiên Nguyên Cổ Thành bên trong. Bọn hắn trở về Thiên Nguyên Cổ Thành sau đó lập tức liền tra xét Diệp Thần Phong bản mệnh ngọc bài. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong bản mệnh ngọc bài như trước lóe sáng thời điểm, bọn hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, này chứng minh rồi Diệp Thần Phong bình an vô sự. Nhưng lại tại vừa vặn, Diệp Thần Phong bản mệnh ngọc bài lấp lóe không yên lên, một sẽ trở nên u ám cực kỳ. Một hồi lại khôi phục lóe sáng. Trở nên u ám, này chứng minh rồi Diệp Thần Phong người bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Cuối cùng Diệp Thần Phong bản mệnh ngọc bài như ngừng lại u ám bên trên, này làm cho Đàm Nguyên Vũ các loại hết thảy trong lòng người đều mông một tầng trên âm u. Đàm Nguyên Vũ mở miệng nói, Thần Phong tuyệt đối không có việc gì, bản mệnh ngọc bài vẫn không có nổ tung đây. Ta tin tưởng Thần Phong gặp đến bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể chuyển nguy thành an. Lần này cũng không ngoại lệ, chúng ta nhất định có thể đợi đến hắn trở về. Trước đó được Triệu Tấn Bằng đánh bất tỉnh, mạnh mẽ mang ra uống máu tộc tổ địa Bạch Tiểu Nhu, người băng gương mặt lạnh lùng, xem ra người còn tại vì bị đánh bất tỉnh sự tình sinh khí, nhưng lạnh lẽo biểu lộ bên dưới lại tràn đầy lo lắng. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên liếc nhau một cái, hai người bọn họ trong con ngươi cũng che kín sầu lo, các nàng đều biết uống máu tộc tổ địa hủy diệt, hiện tại Diệp Thần Phong còn sống. Như vậy hẳn là bị cuốn vào thứ nguyên không gian bên trong rồi, nếu như cuốn vào vững vàng không gian bên trong, muốn đi ra hẳn là cũng không phải làm khó khăn. Nhưng gặp phải cực kỳ không vững vàng không gian, nghĩ như vậy muốn đi ra liền có rất lớn khó khăn. Rất rõ ràng từ Diệp Thần Phong bản mệnh ngọc bài suy đoán, hắn nhất định là tiến vào không vững vàng không gian bên trong. Chương 2289, một tên rác rưởi. Tại Ngô Lăng Hương cùng Bạch Tiểu Nhu đám người lo lắng Diệp Thần Phong an nguy lúc. Mênh mông vô bờ mê chi bên trong không gian. Cả người xương cốt gân mạch đứt từng khúc, ngoại trừ bộ mặt, da trên người cũng nứt ra Diệp Thần Phong. Hắn hiện tại liền nhúc nhích một cái sức mạnh cũng không có,
phải chờ tới trong cơ thể thần huyết khôi phục lại có thể thi triển một lần bất tử kim thân, sợ rằng cũng phải mười mấy ngày đến hai chừng mười ngày. Một mực tại nơi này theo bên trong không gian sinh ra chấn động trôi nổi mà đi, này cũng căn bản không phải biện pháp, mê chi bên trong không gian tràn đầy quá nhiều không biết rồi. Theo bên trong không gian chấn động trôi nổi, Diệp Thần Phong cũng không hề tại thì ra là khu vực đảo quanh rồi, này chấn động đưa hắn đẩy ra thì ra là khu vực, này ngược lại là khiến hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng, tuy nói toàn thân hắn gân mạch cùng xương đứt từng khúc, hắn trong gân mạch cũng vận chuyển không khởi linh khí hà lưu. Nhưng tại trước đó bước vào thần vương cảnh sơ kỳ thời điểm, thính lực của hắn cùng thị giác sớm đã là tăng lên trên diện rộng rồi. Cho dù không vận chuyển linh khí, hắn thị giác ở cái này đen nhánh bên trong không gian cũng không bị nghẹt, mà thính lực của hắn cũng có thể nghe được khá xa động tĩnh, bây giờ vẫn không thể tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Nếu như có thể tiến vào tiểu thế giới, như vậy tối thiểu hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Khi theo mê muội chi bên trong không gian chấn động phiêu đãng tốt sau mấy tiếng, Diệp Thần Phong phát hiện chu vi sinh ra một chút xíu biến hóa, nguyên bản những kia tại không gian bên trong qua lại hòn đá, dĩ nhiên biến mất một khối cũng không có, xuất hiện một đám lớn hầu như nổi lơ lửng bất động tảng đá lớn, đây không thể hình dung thành hòn đá, bởi vì mỗi khối diện tích đều cực kỳ to lớn, bởi vì mỗi một khối nổi lơ lửng bất động cực kỳ tảng đá lớn, chúng nó đều dường như một hòn đảo nhỏ bình thường. Từ nơi này chút tương tự đảo nhỏ khổng lồ hòn đá bên cạnh di động qua, Diệp Thần Phong nhìn thấy trên của hắn có tranh đấu qua vết tích, hơn nữa có phần vết tích mới sản sinh không đến bao lâu, này làm cho hắn trong nháy mắt nhíu mày đến, hắn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, chẳng lẽ nói nơi này còn có còn sống người tu luyện sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, tiểu gia hỏa, tiến vào mê chi không giữa cũng không có nghĩa tử vong. Chỉ cần không gặp được vừa vặn lớn như vậy mảnh không gian loạn lưu, người tu luyện vẫn là có thể ở nơi này sinh tồn. Không gian loạn lưu hẳn là sẽ chỉ ở vừa nãy khu vực này bên trong sản sinh, người bây giờ đã bị đẩy ra khu vực này rồi. Bất quá, người ngàn vạn không thể xem thường rồi, tuy nói ta cùng lão Hắc trước đó. Chưa từng có đã tiến vào mê chi không giữa, nhưng có người nói mê chi bên trong không gian có đặc thù sinh vật tồn tại. Ngươi bây giờ nhất định muốn trước tiên khôi phục gân mạch cùng xương, như vậy ngươi mới có thể hành động như thường. Muốn khôi phục gân mạch cùng xương nói nghe thì dễ. Tại đây mê chi bên trong không gian, linh khí mỏng manh đáng thương. Thậm chí căn bản hấp thu không vào trong cơ thể, hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn ngược lại là có chữa thương đan dược, từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra đồ vật là có thể, nhưng Diệp Thần Phong hiện tại ngay cả ngón tay nhúc nhích một cái cũng không làm được. Hắn làm sao có thể dùng đan dược? Tại loại này mê chi không giữa trong hoàn cảnh, chỉ sợ hắn thủ vẫn không có cầm chắc đan dược liền sẽ theo bên trong không gian chấn động bay đi rồi. Đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích, bàn tay của hắn tự nhiên là không cách nào nắm chặt, đem từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra đan dược cầm chắc được rồi. Đương nhiên hắn có thể trực tiếp để hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới người đi ra, như vậy đã có người có thể cho hắn dùng đan dược. Nhưng trong tiểu thế giới người thực lực phổ biến thấp, một khi đi ra, liền không cách nào tiến vào, tại loại này không biết trong hoàn cảnh, Diệp Thần Phong ngay cả mình đều bảo vệ không tốt, những người còn lại đi ra nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Liền ở Diệp Thần Phong trong lòng không ngừng suy tư thời khắc. Con mắt của hắn đột nhiên vi vi ngưng lại, hắn nhìn thấy phía trước nơi xa có một con màu đen linh thuyền đang chạy lại đây. Tuy rằng chiếc này linh thuyền cực kỳ nhỏ bé. Nhìn qua cũng cực kỳ rách nát, nhưng dù gì cũng là một chiếc linh thuyền, lấy Diệp Thần Phong thị giác cùng thính lực. Hắn đã nghe được nơi xa linh trên thuyền tiếng nói chuyện rồi, đây là giải thích linh trên thuyền có người sống. Nơi xa con tàu này màu đen rách nát linh trên thuyền. Có hai cái khuôn mặt đáng ghét đàn ông trung niên, trong đó một cái đầu chọc tên là Triệu Văn Trì, thực lực trên đất thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Một cái khác trên cằm có một đạo đáng sợ vết thương tên là Vương Tinh Hỏa. Thực lực trên đất thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Hai người kia còn giống như không có chú ý tới Diệp Thần Phong đây, hai người bọn họ tự mình phàn đàm. Vương Tinh Hỏa âm thanh âm trầm, nói chúng ta nơi này chính là rất lâu đều không có người mới tới, nơi này tài nguyên càng ngày càng ít, tại tiếp tục như vậy. Chúng ta cũng đều phải không dễ chịu lắm. Triệu Văn Trì gật đầu nói, nơi nào sẽ có nhiều như vậy người bị cuốn vào mê chi không giữa. Chúng ta e sợ phải ở chỗ này ngốc cả đời, đáng chết,
lúc trước làm sao sẽ bị cuốn vào loại này địa phương quỷ quái. Ồ, Vương Tinh Hỏa trong chớp mắt khẽ ồ lên một tiếng, nói ra, lão Triệu, vận khí của chúng ta đến rồi, nơi đó là không phải có người. Này mê chi không giữa cuối cùng là nghênh người mới tới. Triệu Văn chỉ theo Vương Tinh Hỏa ánh mắt, hắn quả nhiên cũng nhìn thấy một bóng người tại nhấp nhô, hai người bọn họ lập tức khống chế linh thuyền, đến gần rồi đạo nhân ảnh kia. Diệp Thần Phong đang nhìn đến màu đen linh thuyền tới gần, hắn muốn trốn tránh cũng né tránh không được, hắn bây giờ căn bản thì không cách nào nhúc nhích, bây giờ hắn gân mạch cùng xương đứt từng khúc, trên người hắn căn bản không có một tia khí thế, những người khác không nhìn ra hắn là thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Triệu Văn chỉ cùng Vương Tinh Hỏa trực tiếp đem Diệp Thần Phong kéo lên linh thuyền, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong trẻ tuổi như vậy, hơn nữa trên người một điểm khí thế cũng không có sau đó bọn hắn lập tức dùng kiểm tra cốt linh máy móc, giúp Diệp Thần Phong chắc thử một chút cốt linh, khi biết Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi sau đó hai người bọn họ trong lòng thầm kêu suối quẩy. Hai người bọn họ tiện tay nặng nề đem Diệp Thần Phong nhét vào linh trên thuyền, bởi hỗn độn nhẫn cùng Diệp Thần Phong đã dung hợp. Chỉ cần Diệp Thần Phong một ý nghĩ, hỗn độn nhẫn liền sẽ triệt để ẩn vào dưới da rẻ của hắn. Lúc trước hắn vì che giấu tai mắt người, còn tại trên ngón tay mang một cái bình thường chữ vật giới chỉ. Tại Triệu Văn chỉ cùng Vương Tinh Hỏa xem ra, một cái chỉ là 30 tuổi tiểu tử, thực lực hội mạnh mẽ chạy đi đâu. Nếu không phải là cái gì cường giả, như vậy trên người căn bản sẽ không có thứ tốt, bọn hắn trực tiếp đem Diệp Thần Phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ hái xuống. Bởi chỉ là lấy tư cách che giấu tai mắt người, cho nên trong nhẫn chứa đồ là không có vật gì. Vương Tinh Hỏa hùng hùng hổ hổ nói, quả nhiên chỉ là một cái rác rưởi mà thôi, thực sự là suối quẩy, lão tử còn tưởng rằng hôm nay thời cơ đến vận chuyển đây. Triệu Văn Trì trên mặt cũng tràn đầy thất vọng, thật vất vả gặp một cái cuốn vào mê chi không giữ người mới, kết quả người mới này vẫn là một tên rác rưởi. Toàn thân gân mạch cùng xương cũng đã đứt từng khúc rồi. Cho dù không đứt từng khúc, hắn cũng sẽ không cho là Diệp Thần Phong thực lực hội cao đi nơi nào, nhất định là liền niết bàn cảnh đều không có đến, dù sao Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi mà thôi. Triệu Văn chỉ âm lãnh liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, hắn nói ra, lão Vương, rác rưởi cũng có rác rưởi tác dụng, chúng ta trước tiên đem hắn mang về đi. Chương 2290, Phù Không Thành. Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối đều không có mở miệng. Hắn hiện tại gân mạch cùng xương đứt từng khúc, nằm ở như thế yếu thế bên trong, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Triệu Văn chỉ cùng Vương Tinh Hỏa phảng phất đã nhận định Diệp Thần Phong là một tên rác rưởi rồi, bọn hắn đối Diệp Thần Phong không có bất kỳ hứng thú gì. Khống chế linh thuyền ở xung quanh tìm tòi một lần, không có phát hiện nữa còn lại người mới sau đó Triệu Văn chỉ cùng Vương Tinh Hỏa mới rời khỏi. Chiếc này cũ nát linh thuyền hướng về bên phải nhanh chóng đi tới. Tại ước chừng hướng phía trước chạy được sau 5 tiếng. Diệp Thần Phong con mắt ngưng lại, chỉ thấy một tòa thật to thành trì, xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Tòa thành trì này xây dựng ở lơ lửng dường như đảo nhỏ khổng lồ trên hòn đá. Tòa thành trì này diện tích phi thường to lớn, chung quanh cao tường thành lớn cũng hết sức hoàn toàn. Chỉnh tòa thành trì được bao phủ ở một tầng màu trắng kết giới bên trong. Toàn bộ màu trắng kết giới phi thường dày nặng, chỉ sợ coi như là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả. Cũng không cách nào đem này màu trắng kết giới cho phá vỡ. Triệu Văn chỉ cùng Vương Tinh Hỏa khống chế linh thuyền, chỗ đến gần phương hướng chính là tòa kia xây dựng ở khổng lồ trên hòn đá thành trì. Tại càng đến gần càng gần sau, Diệp Thần Phong nhìn thấy cửa thành trên cùng điêu khắc ba chữ lớn Phù Không Thành. Tại trong thành chỉ có lui tới người tu luyện, cũng có từng tòa phòng ốc cùng cửa hàng, nghiễm nhiên cùng phía ngoài thành chỉ không có khác gì. Tại đây vô tận mê chi bên trong không gian, dĩ nhiên sẽ có như thế một tòa thành trì tồn tại. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là tràn đầy các loại suy đoán, trong lòng hắn dù sao có một loại dự cảm xấu. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên, hai người bọn họ cũng có giống nhau suy đoán, trong đó Lão Hắc Giang Vận Thiên, nói tiểu tử, mê chi không giữa từ viễn cổ thời đại liền bắt đầu tồn tại, từ viễn cổ thời đại liền có người tu luyện bị cuốn vào trong đó. Kèm theo bị cuốn vào mê chi không giữ người tu luyện càng ngày càng nhiều, bọn hắn tại trong này xây dựng lên một tòa thành trì, này cũng chưa hẳn là không thể nào. Dù sao tại mê chi bên trong không gian, cần phải có một ít tài nguyên tồn tại. Những kia bị cuốn vào nơi này người tu luyện,
bọn hắn không cách nào tìm tới rời đi nơi này phương pháp xử lý, như vậy bọn hắn chỉ có thể ở nơi này định cư lại rồi, này phù không thành chính là bọn họ định cư địa điểm. Tiểu tử, xem ra mê chi không giữa so với ta cùng lão Bạch tưởng tượng còn muốn phức tạp, lơ lửng giữa trời người bên trong thành khẳng định một mực tại tìm rời đi nơi này cửa ra vào, nhưng bọn họ căn bản không có tìm tới, cho nên những người này đến bây giờ đều không hề rời đi mê chi không giữa. Bất quá, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Quan trọng nhất là ngươi trước đem người khôi phục như cũ mới là. Tại lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm không ngừng từ Diệp Thần Phong trong đầu vang lên thời điểm. Triệu Văn chỉ cùng Vương Tinh Hỏa khống chế linh thuyền, hoàn toàn là đến gần rồi phù không thành, hai người bọn họ phân biệt từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài màu đen, chỉ thấy tại lệnh bài trên khắc họa lơ lửng giữa trời hai chữ. Tại bọn hắn đem linh khí truyền vào lệnh bài bên trong sau, từ bọn hắn lệnh bài bên trong bạo phát ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này tại chạm vào bao phủ phù không thành kết giới sau đó từ màu trắng kết giới thượng lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, bọn hắn rách nát linh thuyền là thuận lợi thông qua được lỗ hổng, cuối cùng đứng tại phù không thành cửa thành. Tại bọn hắn đi tới cửa thành sau đó màu trắng kết giới thượng xuất hiện lỗ hổng lại lần nữa đóng đi lên. Ở cửa thành có hai tên thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ cường giả canh gác. Bọn hắn đang nhìn đến Triệu Văn chỉ cùng Vương Tinh Hỏa sau đó từ thân thể bọn họ bên trong lập tức bạo phát ra giết chóc thật khí thế. Triệu Văn chỉ cùng Vương Tinh Hỏa cũng là phi thường hiểu quy củ, bọn hắn phân biệt lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm, giao cho hai tên canh gác cửa thành thiên thần cảnh tầng 3 cường giả. Phàm là ở tại phù không thành bên trong người tu luyện, mỗi lần rời đi phù không thành, lại tiến vào thời điểm, nhất định muốn giao nộp một khối linh thạch thượng phẩm. Đối với tài nguyên bần cùng phù không thành mà nói, một khối linh thạch thượng phẩm đã là rất cách xù phí dụng. Này mê chi bên trong không gian linh khí mỏng manh, muốn phải dựa vào trong không khí linh khí tăng cao thực lực. Đây cơ hồ là không thể nào, nếu như cứ thế mãi, thực lực không những không chiếm được đột phá, ngược lại sẽ lùi bước. Tuy nói mê chi bên trong không gian tài nguyên bần cùng, nhưng vẫn có một ít tài nguyên tồn tại. Tại mê chi bên trong không gian cái kia từng tòa dường như đảo nhỏ nổi lơ lửng khổng lồ hòn đá, trong đó nói không chắc sẽ có linh mạch tồn tại, đương nhiên còn có một chút chân quý tài nguyên, này cũng phải cần chính mình đi khai hoang cùng thăm dò. Này phù không thành là có thêm người thống trị, những kia không có tài nguyên tu luyện người tu luyện. Bọn hắn chỉ có thể đi ra bên ngoài thử vận may, nói không chắc tìm tới một cái linh mạch, hoặc là một ít quý giá tài nguyên. Bọn hắn là có thể tại trong một khoảng thời gian, không cần vì tài nguyên tu luyện mà giàu dĩ. Cho nên, phù không thành người thống trị định ra rồi vào thành cần phải giao nạp một khối linh thạch thượng phẩm, hoặc là cùng linh thạch thượng phẩm đồng giá tài nguyên. Đương nhiên ra khỏi thành là không cần bất kỳ phí dụng. Phù không thành tại mê chi bên trong không gian đã thành lập nên rất lâu năm tháng, dễ dàng khai thác tư nguyên địa phương cơ bản đều bị khai thác xong. Cho nên bây giờ phù không thành người tu luyện là càng ngày càng khó khăn. Cái kia hai tên thiên thần cảnh tầng 3 người giữ cửa, bọn hắn tại nhận được linh thạch sau đó bọn hắn mới đưa khí thế thu liếm. Khi bọn họ nhìn thấy linh trong thuyền Diệp Thần Phong sau đó một tên trong đó mọc ra râu quai nón người giữ cửa, nói, đây là người nào? Ta nhớ được chỉ có hai người các ngươi đơn độc rời đi phù không thành. Triệu Văn chỉ vội vàng trả lời, đây là chúng ta tại mê chi bên trong không gian phát hiện. Hắn hẳn là người mới, căn cứ quy định mang hội một tên người mới, chúng ta có thể đạt được nhất định điểm cống hiến. Triệu Văn chỉ mang trên mặt nịnh nọt vẻ mặt, một bên Vương Tinh Hỏa cũng là gương mặt ý cười. Râu quai nón người giữ cửa, hắn đi tới Diệp Thần Phong trước người, hắn dùng linh khí dò xét một phen Diệp Thần Phong, không cảm giác được Diệp Thần Phong trên người bất kỳ khí thế, chỉ cảm thấy Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch cùng xương nứt gãy, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm. Hắn lập tức cũng chắc thử một chút Diệp Thần Phong cốt linh, tại phát hiện Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi sau đó sắc mặt của hắn là hoàn toàn khó coi, hắn phẫn nộ quát các ngươi là đang đùa chúng ta chơi sao. Một cái 30 tuổi người mới, thực lực của hắn hội mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ hắn liền niết bàn cảnh cũng sẽ không đến, hắn liền tiến vào phù không thành tư cách cũng không có. Vương Tinh Hỏa nói ra, hai vị, tiểu tử này vẫn có chút tác dụng, chúng ta có thể đem hắn cho rằng mồi câu. Râu quai nón người giữ cửa, quát lên, mồi câu. Toàn thân gân mạch cùng xương gãy vỡ, hắn liền làm mồi câu cũng không có tư cách,
chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta giúp hắn khôi phục gân mạch cùng xương, sau đó khiến hắn đi làm mồi câu? Các ngươi biết yếu khôi phục hắn gân mạch cùng xương yêu cầu tiêu hết bao nhiêu tài nguyên sao? Mang về như vậy một tên rác rưởi, các ngươi còn muốn điểm cống hiến? Các ngươi căn bản không có tại phế vật này trên người mò đến bất kỳ chỗ tốt nào chứ? Một cái 30 tuổi tiểu tử, trên người hắn hội có vật gì tốt? Làm mồi câu người chỗ đổ rác còn nhiều mà, tiểu tử này liền để hắn đến chỗ đổ rác đi tự sinh tự diệt đi. Các ngươi đưa hắn ném tới chỗ đổ rác đi. Đúng rồi, các ngươi thanh này rác rưởi ném tới chỗ đổ rác, sau đó lúc trở lại lần nữa, vậy cũng là các ngươi lại đi ra ngoài một chuyến, các ngươi sau đó chả nhất định muốn giao nộp một khối linh thạch thượng phẩm. Chương 2291, thu nhận giúp đỡ. Chỗ đổ rác. Chàng, Triệu Văn Chỉ cùng Vương Tinh Hỏa nghe được dâu quai nón người giữ cửa lời nói sau, hai người bọn họ trong lòng là có nộ không dám nói, lấy hai người bọn họ địa thần cảnh thực lực. Bọn hắn căn bản không dám cùng phù không thành người giữ cửa phát sinh xung đột, hai người bọn họ áp chế lửa giận, đưa mắt một lần nữa tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn lần nữa dùng lệnh bài mở ra kết giới cửa ra vào, ngồi linh thuyền bay đến bên ngoài kết giới mặt. Triệu Văn Chỉ cùng Vương Tinh Hỏa tại đi tới bên ngoài kết giới mặt sau, bọn hắn khống chế linh thuyền hướng về phù không thành bên phải bay đi. Chỉ thấy tại phù không thành bên ngoài bên phải nhất, đồng dạng là lơ lửng một cái khổng lồ hòn đá. Ở cái này khổng lồ trên hòn đá cũng không có kiến tạo thành trì rồi, có chỉ là một chút lác đác rách nát phòng ốc. Tuy nói là như thế, đồng dạng có một tầng màu trắng kết giới đem này khổng lồ hòn đá cho bao phủ lại rồi, nhưng nơi này màu trắng kết giới hoàn toàn không thể cùng bao phủ phù không thành đem so sánh, e sợ nơi này kết giới, thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong cường giả là có thể phá vỡ. Từ phù không thành bên phải nhất dọc theo người ra ngoài 10 cái to lớn xích sắt. Này 10 cái to lớn xích sắt một đầu khác kết nối lấy này dường như đảo nhỏ y hệt khổng lồ hòn đá, hẳn là vì phòng ngừa này khổng lồ hòn đá đảo nhỏ phiêu đi, dù sao này khổng lồ trên hòn đá diện tích, hoàn toàn không thể cùng phù không thành đem so sánh. Nơi này phải là bọn hắn trong miệng chỗ đổ rác rồi. Triệu Văn Chỉ cùng Vương Tinh Hỏa khống chế linh thuyền, đi tới chỗ đổ rác phía trên sau đó bọn hắn đồng dạng dùng lệnh bài mở ra chỗ đổ rác kết giới. Bọn hắn nhìn xem nằm ở linh trong thuyền không cách nào nhúc nhích Diệp Thần Phong, bọn hắn thanh lửa giận trong lòng toàn bộ chuyển đến Diệp Thần Phong trên người. Nguyên bản bọn hắn cho rằng mang về Diệp Thần Phong, nên thu được một ít điểm cống hiến, ai biết cuối cùng điểm cống hiến không có thu được, bọn hắn còn nhiều hơn thanh toán một khối linh thạch thượng phẩm, này để hai người bọn họ trong lòng là giận không chỗ phát tiết. Triệu Văn Chỉ trực tiếp đem Diệp Thần Phong từ linh trong thuyền lôi dậy, hắn trừng lên Diệp Thần Phong. Nói, ngươi tên rác rưởi này, làm hại chúng ta tổn thất linh thạch thượng phẩm, ngươi con chó này mệnh cũng không đáng một khối linh thạch thượng phẩm, như ngươi phế vật như vậy. Ngươi liền ở chỗ đổ rác bên trong, chậm rãi chờ chết đi. Triệu Văn Chỉ cánh tay trực tiếp vung một cái, hắn đem Diệp Thần Phong hướng về chỗ đổ rác bên trong ném đi rồi, mà một bên Vương Tinh Hỏa thấy thế. Hắn lập tức vỗ ra một trường, một tiếng, một trường này khác ở Diệp Thần Phong ngực. Khẩu bên trên, làm cho miệng hắn bên trong phun ra một ngụm máu tươi đến. Vương Tinh Hỏa lãnh cười không ngừng, hắn nói, một trường này đầy đủ để trái tim của hắn xuất hiện một tia vỡ vụn, liền để hắn tại chỗ đổ rác bên trong kéo dài hơi tàn mấy ngày đi. Một mực vẫn không mở miệng Diệp Thần Phong, hắn con ngươi âm trầm lợi hại. Trong lòng hắn đối Triệu Văn Chỉ cùng Vương Tinh Hỏa tràn đầy sát ý, chính là hổ lạc đồng bằng bị chó khi. Hắn đem Triệu Văn Chỉ cùng Vương Tinh Hỏa dáng dấp nhớ kỹ, chỉ cần thân thể của hắn khôi phục như cũ, hắn nhất định sẽ tự tay muốn hai người kia tính mạng. May là Diệp Thần Phong trái tim chính là tinh không chi thạch, Vương Tinh Hỏa một trưởng này không có đối với trái tim của hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Triệu Văn Chỉ nhìn xem không ngừng hướng về chỗ đổ rác rơi xuống Diệp Thần Phong, thanh âm hắn quát lạnh, cho các ngươi chỗ đổ rác đưa một tân nhân đến, này là mới vừa tiến vào mê chi không giữ người mới. Mọi người hảo hảo chiêu đãi hắn đi. Triệu Văn Chỉ thanh âm truyền khắp toàn bộ chỗ đổ rác. Tại nói xong câu đó sau, Triệu Văn Chỉ cùng Vương Tinh Hỏa liền trực tiếp rời đi. Bọn hắn căn bản không coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong cùng một kẻ đã chết không có quá lớn khác biệt. Tại Diệp Thần Phong thân ảnh tiến vào chỗ đổ rác kết giới bên trong sau, chỗ đổ rác kết giới cũng nhanh chóng đóng cửa. Có thể là tại trong kết giới nguyên nhân.
Diệp Thần Phong thân thể không lại hội trôi nổi ở trong không khí rồi, mà là nhanh chóng rơi xuống. Ầm, một tiếng, Diệp Thần Phong thân thể nặng nề đập vào chỗ đổ rác trên mặt đất đập ra một cái sâu đậm hố nhỏ đến. Này cái gọi là chỗ đổ rác quả nhiên không thể cùng Phù Không Thành so sánh. Nơi này rách nát trình độ không đành lòng nhìn thẳng, nếu như nói Phù Không Thành là khu nhà giàu lời nói, như vậy này chỗ đổ rác chính là khu dân nghèo rồi. Tại Diệp Thần Phong rơi xuống tại chỗ đổ rác sau, tại phụ cận người lập tức hướng về Diệp Thần Phong bên này tập trung tới người thực lực đều vô cùng thấp kém, hầu như toàn bộ đều là tại niết bàn cảnh bên dưới. Thậm chí có ít người trên người chả không có bất kỳ sóng linh khí, những người này y phục trên người cũng rất rách nát, trong đó hơi chút có một chút thực lực người, bọn hắn cảm ứng một lần Diệp Thần Phong. Bọn hắn tại Diệp Thần Phong trên người không cảm ứng được bất kỳ khí thế, đương nhiên bọn hắn ngược lại là cảm ứng được bây giờ Diệp Thần Phong tình huống phi thường kém, toàn thân gân mạch cùng xương toàn bộ đứt gãy, tại chỗ đổ rác hẳn là sống không được vài ngày thời gian. Tại cảm thấy được Diệp Thần Phong chỉ là một cái rác rưởi sau đó rác rưởi người trong sân liền lớn mật không ít, bọn hắn rất hiếu kỳ Diệp Thần Phong mới thân phận của người. Bọn hắn vừa vặn nhưng cũng nghe được Triệu Văn Trì lời nói, đương nhiên bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong trên người sẽ không có thứ tốt tồn tại, có thứ tốt lời nói nhất định là được Phù Không Thành người cầm đi. Trong đó có vài tên niết bàn cảnh bên dưới người tu luyện, bọn hắn lấy ra một cái thập phần rách nát kiểm tra cốt linh máy móc. Này mê chi không giữa rất lâu không có người mới tới, bọn hắn đối người mới này phi thường hiếu kỳ, bọn hắn cũng chắc thử một chút Diệp Thần Phong cốt linh, tại kiểm tra suốt Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi sau. Những rác rưởi này trong sân người tu luyện, bọn hắn cũng đúng Diệp Thần Phong không thấy hứng thú, chẳng trách sẽ bị trực tiếp ném tới chỗ đổ rác đến rồi, một cái 30 tuổi người mới, thực lực của hắn hội cường đi nơi nào, căn bản liền tiến vào Phù Không Thành tư cách cũng không có. Muốn tại Phù Không Thành cư ở lại, thực lực thấp nhất yếu đến hóa thần cảnh, đây là Phù Không Thành người thống trị quyết định xuống quy củ. Diệp Thần Phong đến tin tức, rất nhanh tại chỗ đổ rác khuếch tán ra, làm chỗ đổ rác bên trong những kia thực lực đứng đầu nhất, cũng chính là những niết bàn cảnh đó người biết được sau, bọn hắn căn bản liền đến xem thử hứng thú cũng không có, một cái 30 tuổi toàn thân gân mạch cùng xương gãy vỡ tiểu tử có gì đáng xem. Loại phế vật này tại chỗ đổ rác bên trong sống không được bao nhiêu ngày. Thỉnh thoảng sẽ có người tới nhìn một chút Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối duy trì gợn sóng không khỏi vẻ mặt, dù sao hắn xuất hiện tại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đã đến rồi thì nên ở lại rồi. Tại đến đám người xem náo nhiệt bên trong, có một tên dáng dấp tú mỹ nữ nhân, này nữ người y phục trên người tuy rằng khắp nơi là miếng vá, nhưng cũng vô cùng sạch sẽ. Cả người cho người một loại suất nước bùn mà không nhuộm cảm giác. Nữ nhân này đối với bên cạnh một tên thiếu niên, nói Tiểu Đông, đem hắn mang về nhà chúng ta đi. Nếu như đem hắn ở lại chỗ này, như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Bên cạnh tên kia dáng dấp quật cường thiếu niên, hắn không hiểu nói tỷ, chúng ta thu nhận giúp đỡ phế vật như vậy có ích lợi gì. Chúng ta tại chỗ đổ rác đều tự thân khó bảo toàn, chúng ta vẫn là trở về đi. Cái kia tú mỹ nữ nhân đôi mắt đẹp vi vi chừng, nàng nói Tiểu Đông, lẽ nào ngươi không nghe lời của tỷ tỷ sao? Tên là Tiểu Đông thiếu niên, cái cổ lập tức co rụt lại, xem ra hắn vẫn là rất sợ tỷ tỷ của hắn, hắn lập tức nói ra tốt, 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 ta lúc này liền đem phế vật này khiêng về nhà chúng ta. Chương 2292, chém gió gì thế? Đại gia hỏa, nhường một chút, người này các ngươi cũng xem đủ rồi. Các ngươi hẳn là sẽ không đối một người như vậy cảm thấy hứng thú chứ. Tên là Tiểu Đông thiếu niên, hắn hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Ngôn tình xuất ra đầu tiên. Chu vi chỗ đổ rác những người còn lại nhìn thấy sau đó bọn hắn dồn dập trêu đùa. Tiểu Đông, ngươi tỷ yếu một phế vật như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi tỷ coi trọng phế vật này? Phế vật này dáng dấp ngược lại không tệ, đáng tiếc toàn thân hắn gân mạch cùng xương nứt từng khúc. Hắn căn bản vô pháp thỏa mãn tỷ tỷ của ngươi rồi. Tiểu Đông, tiểu tử này tại chúng ta chỗ đổ rác cũng là trong phế vật rác rưởi, cùng trên mặt đất bùn đất gần như, các ngươi muốn dẫn đi tự cứ việc mang đi được rồi, dù sao phế vật này hẳn là cũng không sống nổi mấy ngày. Xem ra chung quanh cũng đều biết này đôi tỷ đệ, cho nên bọn hắn nói chuyện lên cũng tùy ý cực kỳ. Cái này tên là Tiểu Đông thiếu niên, hắn tên đầy đủ gọi là Tào Tiểu Đông. Tỷ tỷ của hắn tên là Tào Vân Vi. Nếu không có ai phản đối,
Như vậy Tào Tiểu Đông trực tiếp đem Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đỡ lên, cùng tỷ tỷ của hắn cùng rời đi nơi này. Diệp Thần Phong không nói gì, hắn từ Tào Tiểu Đông cùng Tào Vân Vi trên người cảm giác không ra bất kỳ khí thế, xem ra hai người bọn họ là ngay cả một điểm tu vi cũng không có người. Toàn bộ chỗ đổ rác đều vô cùng phá hoại, giống như một cái đã sớm bị bỏ hoang thành trì, được Tào Tiểu Đông đỡ Diệp Thần Phong, hắn quan sát chỗ này cái gọi là chỗ đổ rác, quá rồi tốt một lúc sau, bọn hắn tại một chỗ đơn sơ phòng ốc trước ngừng lại, nơi này chính là Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông nơi ở rồi. Đem Diệp Thần Phong mang vào trong nhà, để Diệp Thần Phong tại một khối đôn đá tử ngồi tại đến từ sau. Đóng cửa lại Tào Tiểu Đông, hỏi tỷ, hiện tại ngươi có thể nói một chút tại sao phải mang người này trở về rồi sao? Ngươi từ nhỏ không phải đều yêu thích cường giả sao? Ngươi sẽ không phải thật sự coi trọng phế vật này đi nha. Khí chất dường như suốt nước bùn mà không nhuộm Tào Vân Vi. Người bình thản nói, chúng ta đều là tại mê chi bên trong không gian lớn lên, ta chỉ là muốn biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Mà hắn là vừa vặn từ thế giới bên ngoài tiến vào nơi này. Tào Vân Vi liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, hắn đối với bên cạnh Tào Tiểu Đông, tiếp tục nói, Tiểu Đông, đi đem những kia một mực ẩn núp đi thuốc chữa thương lấy ra, ta muốn giúp hắn trị liệu. Tào Tiểu Đông lập tức cuống lên, tỷ, đó là chúng ta cha mẹ lưu lại di vật rồi. Những kia thuốc chữa thương cho dù phóng tới phủ không thành, đồng dạng cũng là phi thường đáng giá. Ngươi làm sao có thể lãng phí ở tiểu tử này trên người? Tào Vân Vi không thể nghi ngờ, nói cho ngươi lấy tới liền lấy tới, những kia thuốc chữa thương bảo tồn không được bao lâu, lưu trong tay chúng ta cũng là một khối khoai lang bỏng tay. Chẳng bằng hiện tại dùng xong đi. Tào Tiểu Đông tuy rằng phi thường không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là vô cùng nghe tỉ tỉ mình lời nói, hắn rất nhanh sẽ đem những kia thuốc chữa thương cầm tới. Diệp Thần Phong tại thấy cảnh này sau, hắn tối thiểu có thể xác định này đôi tỷ đệ, hẳn là đối hắn không có ác ý rồi, hắn rốt cuộc mở miệng nói, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút phù không thành cùng này cái gọi là chỗ đổ rác sao? Tào Vân Vi thấy Diệp Thần Phong mở miệng, người bình thản gật gật đầu, nàng nói, có thể. Nhưng sau đó ngươi cũng nhất định muốn nói cho ta nghe một chút thế giới bên ngoài là như thế nào. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng là đáp ứng một tiếng được rồi. Tại Tào Vân Vi tự thuật dưới, Diệp Thần Phong rất mau đem nơi này hiểu rõ một cách đại khái. Cái kia phù không thành tổng cộng được 3 vị thành chủ cộng đồng nắm trong tay, đại thành chủ thực lực hôm nay tại thần vương cảnh đỉnh phong, nhị thành chủ thực lực hôm nay tại thần vương cảnh hậu kỳ. 3 thành chủ thực lực tại thần vương cảnh trung kỳ. Bởi vì mê chi không giữa tính đặc thù, ở nơi này đừng nói là tăng cao thực lực rồi, đem thực lực bảo trì lại đã là phi thường không dễ dàng. Này phù không thành là trải qua rất nhiều tuế nguyệt mới chế dựng lên, tại rất lâu trước đó, nơi này còn có thần tôn cảnh cường giả, nhưng theo thời gian trôi đi. Có phần thần tôn cảnh cường giả đang thăm dò tử vong, có phần thần tôn cảnh cường giả nguyên bản là tuổi thọ sắp tới. Cuối cùng cũng đã bị chết ở tại mê chi bên trong không gian. Lại sau đó này phù không thành đã bị bây giờ 3 vị thành chủ nắm trong tay rồi. Rất nhiều ở nơi này ra đời người. Bởi vì tài nguyên tu luyện khuyết thiếu, lại tăng thêm hoàn cảnh này không thích hợp tu luyện, cho nên bọn hắn từ nhỏ đã không có tiến hành tu luyện, nhưng ở mê chi bên trong không gian sinh trưởng một loại tên vì trường sinh cỏ đồ vật, chỉ cần một mực dùng loại này trường sinh thảo, thì có thể làm cho tuổi thọ đến 500 năm, nhưng chỉ cần bắt đầu dùng này cái gọi là trường sinh thảo, vậy thì mang ý nghĩa cả đời đều không thể ngưng tụ linh khí tu luyện. Này trường sinh thảo tuy rằng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng tương tự nó cũng sẽ trở ngại trong cơ thể linh khí ngưng tụ, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông đều là phục dụng trường sinh thảo người. Về phần cái này chỗ đổ rác, là phù không thành dùng đến xử lý rác rưởi địa phương, phàm là thực lực không có đến hóa thần cảnh, hoặc là lùi tới hóa thần cảnh bên dưới người tu luyện, những người này toàn bộ được phù không thành cho rằng là rác rưởi, cuối cùng sẽ bị ném tới này chỗ đổ rác đến. Này chỗ đổ rác muốn so phù không thành kém xa lắc, trống trơn là bao phủ kết giới liền nhược hơn nhiều, nếu như gặp phải một ít ngoài ý muốn, như vậy chỗ đổ rác người nhất định là chết trước. Tại Tào Vân Vi cho Diệp Thần Phong giới thiệu thời gian, Tào Tiểu Đông cũng thỉnh thoảng hội xen mồm. Theo Tào, bọn hắn đã từng là tại ở phù không thành bên trong, bởi vì cha mẹ hắn đều là linh thần cảnh người tu luyện, chỉ là bởi vì một lần bất ngờ, cha mẹ của bọn họ chết rồi, mà bọn hắn tỷ đệ hai căn bản không có tu vi.
sau đó liền bị đuổi ra khỏi Phù Không Thành, cuối cùng đi tới chỗ đổ rác ở lại rồi. Tào Tiểu Đông lấy ra thuốc chữa thương, đồng dạng là bọn hắn cha mẹ năm đó lấy được quý giá linh dược, chẳng trách Tào Tiểu Đông sẽ như thế không nỡ bỏ rồi. Tại Đại Khái nghe xong được Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông giới thiệu sau đó Diệp Thần Phong đối với nơi này cũng có một cách Đại Khái hiểu rõ, trong lòng của hắn chả là muốn mau chút rời đi nơi này, trở về Trung Châu đi, trong lòng của hắn lo lắng nhất vẫn là Thiên Nguyên Cổ Thành tình huống. Tào Tiểu Đông nhắc tới cha mẹ hắn liền phi thường đắc ý, hắn hướng về phía Diệp Thần Phong, nói tiểu tử, ngươi mới 30 tuổi, thực lực của ngươi nhất định là tại Niết Bàn cảnh dưới. Ngươi có hay không từng chứng kiến linh thần cảnh cường giả thực lực? Lần này cần không là tỷ ta đại phát thiện tâm, ngươi tại chỗ đổ rác sống không qua 3 ngày, có những này chân quý thuốc chữa thương, tối thiểu có thể mang ngươi gãy vỡ xương khôi phục lại. Diệp Thần Phong đối này tỷ đệ hai vẫn là rất có hảo cảm, hắn bình tĩnh nói, ta nhất định sẽ cho các ngươi xứng đáng báo đáp, nếu có cơ hội, ta còn có thể mang bọn ngươi rời đi Mê Chi Không Giữa. Tào Tiểu Đông nghe vậy, hắn lập tức khinh thường nói, ngươi chém gió gì thế đâu này? Ngươi cho rằng ngươi là thần vương cảnh cường giả, hay là cái gì? Liền ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào rời đi nơi này, ngươi báo đáp vẫn là tỉnh lại đi. Tào Vân Vi cũng là cười một tiếng, ngươi chưa hề đem Diệp Thần Phong lời nói coi là chuyện to tát, dù sao Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi, ngươi mang Diệp Thần Phong trở về, ngươi thật sự chỉ là muốn biết càng nhiều thế giới bên ngoài là như thế nào. Người đối thế giới bên ngoài là tràn đầy ngóng trông. Chương 2293, khôi phục bên trong. Xem ra Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cho rằng Diệp Thần Phong cũng không thể đủ cho bọn họ cái gì hồi báo. Đối với cái này, Diệp Thần Phong cũng không hề quá mức lưu ý, đến lúc đó hắn chỉ cần thực hiện chính mình nói ra là được rồi, hắn từ trước đến giờ là có ân tất báo tính cách. Tại trước đó đến Phù Không Thành cửa thành cùng tiến vào chỗ đổ rác thời điểm, Diệp Thần Phong đều thử tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn, đáng tiếc nhưng vẫn là có một nguồn sức mạnh nắm kéo hắn, vẫn là chỉ có thể từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy đồ vật, không thể hướng về trong đó bỏ vào thứ kia. Nếu Tào Vân Vi đối thế giới bên ngoài như thế hiếu kỳ, Diệp Thần Phong cũng rất sống động đem thế giới bên ngoài miêu tả một phen. Tại miêu tả trong quá trình, Tào Vân Vi một bên cẩn thận nghe, một bên dùng thuốc chữa thương giúp Diệp Thần Phong chữa thương. Loại này thuốc chữa thương cũng thực sự là không sai, theo Tào Vân Vi từng nói, luyện chế loại này thuốc chữa thương tài liệu, chỉ có Mê Chi bên trong không gian có, hơn nữa tại Mê Chi bên trong không gian cũng là phi thường thưa thớt, chẳng trách thân là bát phẩm luyện dược sư Diệp Thần Phong, hắn không cách nào phân biệt xuất loại này thuốc chữa thương bên trong thành phần rồi, nguyên lai là Mê Chi bên trong không gian độc hữu. Thân là bát phẩm luyện dược sư, Diệp Thần Phong nhưng phán đoán ra loại này thuốc chữa thương thủ pháp luyện chế vô cùng thê thảm, khỏe tại tài liệu xuất chúng, này đền bù thủ pháp luyện chế thiếu nghiêm trọng. Loại này thuốc chữa thương là đặc biệt nhằm vào xương khép lại, tại dược lực chậm rãi thẩm thấu tiến Diệp Thần Phong bên trong thân thể sau đó hắn cảm giác toàn thân đứt từng khúc xương bên trong, có một loại ấm áp cảm giác thoải mái, đây chính là dược lực tại phát huy tác dụng. Xem ra Mê Chi bên trong không gian ngược lại là có không ít thứ tốt. Chỉ ít luyện chế loại này thuốc chữa thương linh thảo cực kỳ tốt. Tại Tào Vân Vi đem thuốc chữa thương cho Diệp Thần Phong dùng xong sau, người bên trong đôi mắt đẹp trả lập lòe một loại nào đó ngóng trông, hẳn là nghe xong Diệp Thần Phong miêu tả thế giới bên ngoài, người đối thế giới bên ngoài là càng thêm hướng tới. Nàng nói, dùng ngươi toàn thân gãy vỡ xương đến xem, tại loại này thuốc chữa thương khôi phục dưới, ngươi chừng 5 ngày hẳn là liền có thể khôi phục xương rồi. Nhưng đối với ngươi gãy vỡ gân mạch là không có quá lớn trợ giúp, ngươi muốn khôi phục gân mạch. E sợ không dễ dàng như vậy rồi. Tào Tiểu Đông ở một bên bĩu môi, nói tỉ, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Ta xem hắn chính là một cái yêu thích nói mạnh miệng tiểu tử, hắn mới 30 tuổi mà thôi, cho dù hắn gân mạch khôi phục thì đã có sao? Tại Mê Chi bên trong không gian, lẽ nào hắn vẫn có thể tăng cao thực lực sao? Hắn cũng chỉ có thể đủ cả đời tại chỗ đổ rác ngây ngô. Gian phòng này rách nát gian nhà, ngược lại là có 3 gian phòng, đối với cái này đệ đệ, Tào Vân Vi là hiểu rõ vô cùng, tuy nói có lúc nói chuyện phi thường không êm tai. Nhưng tính tình tuyệt đối là thiện lương, người hướng về gian phòng của mình đi đến, người có thể giúp Diệp Thần Phong cũng chỉ có những thứ này, về phần Diệp Thần Phong đến cùng có thể hay không tại đây chỗ đổ rác sinh tồn được. Người cũng thật sự không thể ra sức, nàng và Tào Tiểu Đông đều là không có tu vi người bình thường.
Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông bị trục xuất Phù Không Thành đi tới chỗ đổ rác sau, bọn hắn mặc dù có thể tiếp tục sinh tồn, cái kia là bởi vì bọn hắn cha mẹ của Lưu cho bọn hắn một tờ linh phù, cái kia một tờ linh phù không cần linh khí là có thể kích phát, thuộc về đặc chế linh phù. Hơn nữa linh phù power không thấp, một khi kích phát, có thể trọng thương một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cho nên bọn hắn mới có thể tại chỗ đổ rác bình an vô sự. Tại Tào Vân Vi sau khi trở lại căn phòng của mình, Tào Tiểu Đông trong miệng tuy nhiên tại oán giận, nhưng hắn vẫn là đỡ Diệp Thần Phong nằm xuống. Diệp Thần Phong đối Tào Tiểu Đông tiểu tử này ngược lại cũng rất có hảo cảm, cứ việc tiểu tử này nói chuyện khó nghe một điểm. Trong nháy mắt 5 ngày trôi qua, trải qua này 5 ngày tĩnh dưỡng, Diệp Thần Phong đứt từng khúc xương cơ bản hoàn toàn khôi phục, đứng thẳng lên hành tẩu gì gì đó cũng không thành vấn đề rồi. Bên trong thân thể của hắn gân mạch tuy rằng cũng tự mình khôi phục một ít, nhưng hắn bây giờ gân mạch trở nên vô cùng hỗn loạn, rất nhiều gãy vỡ gân mạch thậm chí đả kết, hỗn độn trong chiếc nhẫn ngược lại là có khôi phục gân mạch đan dược và linh thảo. Nhưng đây không phải chỉ dựa vào đan dược và linh thảo có thể khôi phục rồi, nhất định muốn một lần nữa đem toàn thân gân mạch vuốt một lần mới có thể rồi. Yếu vuốt một lần toàn thân gân mạch nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại trong lòng mặt lại bức thiết muốn rời khỏi mê chi không giữa, trở về thiên nguyên cổ thành đi, nhưng hắn cũng biết loại chuyện này là không vội vàng được, muốn lần nữa vuốt một lần gân mạch. Hắn liền nhất định phải đem thắt lên gân mạch toàn bộ tự mình đánh gãy, sau đó lại tiến hành gây dựng lại vuốt thuật. Bây giờ xương đã hoàn toàn khôi phục, là thời điểm phải đem gân mạch gây dựng lại vuốt thuận rồi. Đương nhiên trong vòng 5 ngày này, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông mỗi ngày đều sẽ cùng Diệp Thần Phong tán gẫu một hồi, đặc biệt là Tào Tiểu Đông tiểu tử này, ở bề ngoài đối Diệp Thần Phong rất khinh thường, nhưng hắn mỗi lần đều phải cùng Diệp Thần Phong tán gẫu thượng nửa ngày, cho nên Diệp Thần Phong đối mê chi không giữa là càng thêm hiểu được. Tại mê chi bên trong không gian có một loại đặc thù quái vật. Người nơi này toàn bộ thanh loại quái vật này xưng là hỏa diễm ma ngư. Phù Không Thành người tu luyện mỗi một quãng thời gian đều sẽ đi bắt giữ một lần hỏa diễm ma ngư. Ngọn lửa này ma ngư nội đan có thể để cho người tu luyện hấp thu, còn lại bộ phận đối người tu luyện cũng có tác dụng to lớn, có thể nói hỏa diễm ma ngư tại mê chi không giữa nhưng là phi thường quý hiếm. Nhưng hỏa diễm ma ngư lực công kích cũng phi thường đáng sợ, thực lực cao nhất hỏa diễm ma ngư tại thiên thần cảnh đến thần vương cảnh ở giữa, nếu như gặp phải thành tốp hỏa diễm ma ngư xuất hiện, chỉ sợ cũng liền Phù Không Thành ba vị thành chủ đều sẽ lật thuyền trong mương. Cho nên mỗi lần đi bắt giữ hỏa diễm ma ngư thời điểm, Phù Không Thành đều sẽ thành lập một nhánh bắt giữ đội ngũ, còn có thể từ chỗ đổ rác chọn một số người lấy tư cách mồi câu. Những này lấy tư cách mồi câu người liền là dùng để hấp dẫn hỏa diễm ma ngư. Nói cách khác, chỗ đổ rác người chính là Phù Không Thành người tu luyện bất cứ lúc nào dùng để hy sinh. Có thể nói lúc trước phàm là đi làm mồi câu người, không có một cái là sống sót trở về, tại chỗ đổ rác được tuyển đi làm mồi câu người, tại trong mắt người khác chẳng khác nào là bị phán án tử hình. Dù sao chỗ đổ rác người thực lực quá thấp rồi, có thậm chí vẫn không có thực lực người bình thường, để cho bọn họ đi làm hỏa diễm ma ngư mồi câu, này thuần túy chỉ là chịu chết mà thôi. Lại có thêm căn cứ Tào Tiểu Đông từng nói, tại Phù Không Thành bên trong lưu thông tiền tệ chính là điểm cống hiến, phàm là đối Phù Không Thành từng có cống hiến người, liền sẽ đạt được số lượng nhất định điểm cống hiến, những này điểm cống hiến có thể tại Phù Không Thành bên trong đổi lấy đến đan dược các loại đồ vật, dù sao Phù Không Thành thành lập lâu như vậy rồi, từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ cũng là có luyện dược sư gì gì đó bị cuốn vào nơi này, cho nên tại Phù Không Thành bên trong có luyện dược sư cũng là bình thường sự tình. Bây giờ Diệp Thần Phong trọng yếu nhất vẫn là nhất định phải khôi phục nhanh chóng thực lực. Dù sao này Phù Không Thành ba vị thành chủ đều không có đột phá đến thần tôn cảnh, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, hắn tại Phù Không Thành cũng có đất đặt chân, như vậy hắn mới có thể không hề ràng buộc tìm tới rời đi nơi này cửa ra vào, hắn là nhất định phải rời đi mê chi không giữa, ở Trung Châu chả có rất nhiều người chờ hắn đây. Chương 2294, tìm phiền toái. Tại Diệp Thần Phong đóng cửa phòng, chuẩn bị gây dựng lại vuốt thuận gân mạch thời điểm. Chỉ nghe được phòng bên ngoài nhà truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, hôm nay hắn cố ý đối Tào Vân Vi tỷ đệ nói một tiếng, nếu như không có chuyện gì, hắn muốn ở trong phòng một mình nghỉ ngơi một ngày. Nhưng phía ngoài tiếng ầm ĩ, không cách nào để cho Diệp Thần Phong an tĩnh vuốt thuận gây dựng lại gân mạch, hắn dứt khoát đi ra khỏi phòng, đi tới phía ngoài phòng, chỉ thấy Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông phía ngoài phòng bu đầy người.
Tào Vân Vi mày liễu liên tục thẳng nhăn, mà Tào Tiểu Đông nhưng là gương mặt phẫn nộ. Tại đây đôi tỷ đệ phía trước đứng đấy một người trung niên nam nhân, tuy nói Diệp Thần Phong bởi vì gân mạch nguyên nhân, hắn linh khí dòng sông căn bản không vận chuyển được, vì vậy trên người liền một tia khí thế cũng không có, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, này đàn ông trung niên tại niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Tên này lớn lên hung thần ác sát đàn ông trung niên, tên của hắn gọi là Đinh Chấn Hổ, hắn là chỗ nổ rác cường giả một trong. Chỗ nổ rác người thống trị tên là Đinh Chấn Động Long, hắn là Đinh Chấn Hổ ca ca, một thân thực lực tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đinh Chấn Động Long cùng Đinh Chấn Hổ đôi huynh đệ này thực lực, toàn bộ đều nằm ở niết bàn cảnh tầng thứ, hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, tự nhiên đã trở thành chỗ nổ rác người thống trị rồi. Tại mấy năm trước đó, Đinh Chấn Động Long cùng Đinh Chấn Hổ toàn bộ đều là ở tại Phù Không Thành bên trong, bởi vì Đinh Chấn Động Long năm đó thực lực tại hóa thần cảnh, phàm là đến hóa thần cảnh, liền có tư cách ở đến Phù Không Thành đi rồi, vẫn có thể mang theo gia thuộc đồng thời vào ở đi, cho dù gia thuộc không có đến hóa thần cảnh cũng không việc gì đâu. Nhưng mê chi không giữ căn bản không thích hợp tu luyện, tại thêm vào Đinh Chấn Động Long chậm chạp không có thu được tài nguyên tu luyện, thực lực của hắn là không tiến ngược lại thụt lùi. Cuối cùng tại rớt phá hóa thần cảnh sau đó hắn và đệ đệ của hắn Đinh Chấn Hổ liền bị trục xuất Phù Không Thành rồi, đi tới chỗ nổ rác sau đó này hai huynh đệ có thể nói là lập tức đã trở thành nơi này bá chủ. Đinh Chấn Hổ đối tu luyện không có hứng thú quá lớn, hắn ngược lại là cực kỳ yêu thích nữ nhân, chỗ nổ rác rất nhiều nữ nhân hầu như đều bị hắn cho hưởng thụ qua rồi, ngoại trừ Tào Vân Vi bên ngoài. Bởi vì Tào Vân Vi trên người có một tấm có thể trọng thương niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cường giả linh phù. Coi như là Đinh Chấn Động Long cũng chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong mà thôi, cho nên Đinh Chấn Hổ một mực không có dám đối với Tào Vân Vi dùng sức mạnh. Đan Tê Chấn Hổ thỉnh thoảng sẽ tìm đến Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông phiền phức, hắn cũng biết Tào Vân Vi trong tay chỉ có một tờ linh phù. Không tới lưỡng bại câu thương hoàn cảnh, Tào Vân Vi tuyệt đối sẽ không sử dụng tấm linh phù này. Tại Diệp Thần Phong đi ra rách nát phòng ốc thời điểm, Đinh Chấn Hổ cùng người chung quanh ánh mắt nhất thời tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong người mới này được Tào Vân Vi tỷ đệ thu nhận giúp đỡ sự tình, bây giờ toàn bộ chỗ đổ rác đã là không người không biết được rồi. Lớn lên khuôn mặt đáng ghét Đinh Chấn Hổ, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau. Hắn khuôn mặt lộ ra một vệt hung tàn nụ cười, hắn hướng về phía Tào Vân Vi nói, Vân Vi, tiểu tử này chính là ngươi người vừa ý sao? Ta mấy ngày trước liền nghe nói ngươi lượm một cái rác rưởi trở lại, không nghĩ quả là như thế. Ta nhưng nghe nói tiểu tử này hẳn là xương cùng gân mạch đứt từng khúc, hắn hiện tại làm sao có thể lên đi lại. Có thể để cho hắn trong mấy ngày này liền khôi phục đầu khớp xương, như vậy tuyệt đối là cực kỳ quý giá thuốc chữa thương rồi. Xem ra chỗ ngươi chết đi cha mẹ của ngược lại là cho các ngươi lưu không ít thứ tốt, ngươi lại đem chân quý như vậy thuốc chữa thương dùng tại loại này rác rưởi trên người. Đinh Chấn Hổ ngược lại cũng không phải kẻ ngu si, hắn lập tức liền suy đoán ra ngọn nguồn, ánh mắt của hắn cực độ bất thiện quan sát Diệp Thần Phong. Chu vi người xem náo nhiệt, bọn hắn khi nghe đến Đinh Chấn Hổ lời nói sau, bọn hắn cũng toàn bộ âm thầm gật đầu, bọn hắn đều cho rằng Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông đầu quả thực là được lừa đá, nắm quý trọng như vậy thuốc chữa thương cứu trị một cái chẳng là cái thá gì rác rưởi, đây căn bản là lãng phí a hát. Dù sao bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi, một cái 30 tuổi tiểu tử, cho dù để xương của hắn cùng gân mạch khép lại, khôi phục như cũ thực lực, khẳng định liền niết bàn cảnh cũng sẽ không đến. Tào Tiểu Đông đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn nói khẽ với Diệp Thần Phong nói ra Đinh Chấn Hổ thân phận. Tại trong mấy ngày này, Diệp Thần Phong cũng đã sớm từ Tào Tiểu Đông trong miệng, nghe nói qua liên quan với Đinh Chấn Hổ cùng Đinh Chấn Động Long sự tình rồi. Nói thật đối mặt Đinh Chấn Hổ bực này thực lực người, Diệp Thần Phong cho dù gân mạch vẫn không có khôi phục, hắn cũng căn bản không cần lo lắng. Tối thiểu xương của hắn cùng nhục thân khôi phục, phải biết trải qua trước đó tại không gian loạn lưu bên trong rèn luyện, cơ thể hắn cường độ đã đến thần tôn cảnh trung kỳ rồi, bây giờ hắn chỉ dựa vào thần tôn cảnh trung kỳ nhục thân, hắn là có thể nghiền ép niết bàn cảnh tu vi người. Tào Vân Vi mày liễu nhíu càng ngày càng gấp rồi. Người lạnh lẽo mở miệng nói, Đinh Chấn Hổ. Ta Tào Vân Vi phải cứu chị ai, còn chưa tới phiên ngươi ở nơi này chỉ trỏ trỏ, ngươi vẫn là không muốn đồng ý nghĩ của ta rồi, ta tuyệt đối sẽ không thuận theo ngươi. Đinh Chấn Hổ cười nói, Vân Vi, cần gì đem lời nói ra chết như vậy đây?
đi theo ta có những gì không tốt, tối thiểu ở mảnh này chỗ đổ rác, không có ai sẽ đối với người động bất kỳ ý biến thái rồi. Lại nói ta cùng ta ca tuy rằng được phù không thành đuổi ra ngoài, nhưng ta ca tại phù không thành bên trong vẫn có một ít bằng hữu. Gần nhất ta ca lại muốn về lại hóa thần cảnh rồi, đến lúc đó ngươi và đệ đệ ngươi là có thể cùng chúng ta đồng thời trở về phù không thành cư ngụ. Đây chính là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, ta thanh cơ hội như vậy để lại cho ngươi, lẽ nào ngươi chính là như vậy cảm kích ta sao? Tào Vân Vi đối Đinh Chấn Hổ lời nói căn bản là không nhúc nhích, người trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy căm ghét, ta cùng Tiểu Đông ở nơi này ở vô cùng tốt, mời ngươi không cần tới quấy rầy chúng ta. Dĩ vãng Đinh Chấn Hổ dây dưa thượng một phen, hắn liền sẽ lập tức rời đi, hôm nay hắn nhưng thật giống như không chuẩn bị đi rồi, mặt của hắn cũng kéo dài xuống, hắn quát lên, Tào Vân Vi, ta cho ngươi làm nữ nhân của ta, đây là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận, chẳng lẽ nói ngươi vẫn đúng là coi trọng phế vật này không được. Đinh Chấn Hổ chỉ vào Diệp Thần Phong, hắn tiếp tục nói, ngươi xem một chút phế vật này, ngoại trừ lớn lên chả không có trở ngại bên ngoài, hắn có gì tốt. Trên người hắn liền ngay cả một điểm khí thế cũng không có, hắn tại chúng ta chỗ đổ rác cũng tuyệt đối là trong phế vật rác rưởi bên trong rác rưởi, hắn sớm muộn sẽ trở thành mồi câu. Diệp Thần Phong bình tĩnh nhìn Đinh Chấn Hổ không có mở miệng, tình cảnh này rơi vào Tào Vân Vi trong mắt, trong lòng nàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, người cũng cho rằng Diệp Thần Phong quá mềm yếu, bị người nói thành dáng dấp như vậy, thậm chí ngay cả một tia phẫn nộ cũng không có. Ngược lại, Tào Vân Vi lại ở trong lòng tự nói, nói ai, hắn chỉ là một cái không có bất kỳ thực lực người mà thôi, lấy tình huống của hắn, mềm yếu và thuận theo mới có thể tại chỗ đổ rác sống lâu một chút. Tào Vân Vi không biết, là Diệp Thần Phong căn bản không có thanh Đinh Chấn Hổ coi là chuyện to tát. Thử nghĩ một hồi, một con dẹp cười nhạo một con voi, lớn như vậy giống như sẽ giận không thể giải sao. Voi lớn động động đầu ngón chân là có thể ép chết con dẹp rồi. Diệp Thần Phong cùng này Đinh Chấn Hổ hoàn toàn không phải cùng một cấp độ người trên. Chương 2295, tuyệt vọng. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Tào Tiểu Đông. Hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong căn bản thờ ơ không động lòng, trong lòng của hắn khí sẽ không đánh một chỗ đến. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cũng chậm chậm tiếp thu Diệp Thần Phong ở tại nhà bọn họ rồi, thậm chí coi Diệp Thần Phong là làm trong nhà một phần tử rồi. Dù sao nếu như Diệp Thần Phong yếu tại chỗ đổ rác lưu lại, khẳng định cũng không có đi nơi khác, đoán chừng hội một mực cùng bọn hắn đồng thời ở. Tào Tiểu Đông là loại kia tính tình người quật cường, hắn không ưa nhất chính là mềm yếu người rồi, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong cho tới bây giờ liền không dám nói câu nào, quả thực là một cái mềm yếu đến cực điểm người, trong lòng của hắn thật sự đối Diệp Thần Phong tràn đầy xem thường, hắn cảm thấy thanh Diệp Thần Phong cứu trở về, chính là một cái quyết định sai lầm. Tào Tiểu Đông trong lúc nhất thời đối Diệp Thần Phong phản cảm giác tới cực điểm, hắn thậm chí là hướng về bên cạnh di động hai bước, cùng Diệp Thần Phong giữ vững một khoảng cách nhỏ, hắn ánh mắt phẫn nộ một lần nữa như ngừng lại Đinh Chấn Hổ trên người, Tào Vân Vi là hắn thân nhân duy nhất rồi, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào bắt nạt tỷ tỷ của hắn. Đinh Chấn Hổ nhìn về phía Tào Vân Vi trong ánh mắt, càng ngày càng tràn đầy một loại nào đó vẻ khát vọng rồi. Tại Đinh Chấn Hổ xem ra Tào Vân Vi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thu nhận giúp đỡ Diệp Thần Phong. Này Diệp Thần Phong yếu thực lực không có thực lực, hoàn toàn là một kẻ tàn phế mà thôi, Tào Vân Vi lại dùng chân quý thuốc chữa thương, giúp Diệp Thần Phong khôi phục gãy vỡ xương. Này tại Đinh Chấn Hổ xem ra, Tào Vân Vi có thể là thật sự vừa ý Diệp Thần Phong rồi, hắn cũng không muốn mình nhìn chúng nữ nhân, quay đầu lại được những người khác nhanh chân đến trước rồi. Đinh Chấn Hổ chỉ vào Diệp Thần Phong, ra lệnh tiểu tử. Cho ra ra ta lăn qua đây, người giống như ngươi căn bản vô pháp tại mê chi không giữa sống tiếp, chẳng bằng để cho ta tới cho ngươi một cái sảng khoái. Nếu như ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, như vậy ta có thể để ngươi chết không thống khổ như vậy. Đối mặt Đinh Chấn Hổ uy hiếp, Diệp Thần Phong nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc, khi hắn muốn bước ra bước chân thời điểm, được một bên Tào Vân Vi ngăn lại. Người đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn Đinh Chấn Hổ, quát lên, hắn nếu hiện tại ở tại ta Tào Vân Vi nơi này. Như vậy ta liền có trách nhiệm bảo đảm an toàn của hắn. Trong khi nói chuyện, Tào Vân Vi từ trong tay áo lấy ra một tấm màu trắng tinh linh phù, mặt trên không ngừng có sóng linh khí nổi lên. Tấm linh phù này liền là cha mẹ nàng lưu lại, chỉ cần mở ra tấm linh phù này,
trong đó sức mạnh có thể trọng thương một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên tu vi người. Chu vi người xem náo nhiệt, bọn hắn đang nhìn đến Tào Vân Vi lấy ra tấm linh phù này. Sắc mặt của bọn họ cũng lập tức hơi đổi, bọn hắn không khỏi cách xa một ít, để tránh khỏi được tai bay vạ gió, xem ra bọn hắn cũng là biết tấm linh phù này power. Tào Tiểu Đông nhìn thấy tỷ tỷ của mình vì Diệp Thần Phong cái này kẻ mềm yếu, thậm chí ngay cả duy nhất một tấm bảo mệnh linh phù cũng lấy ra rồi, trong lòng hắn là càng thêm không thoải mái, hắn mở miệng nói tỷ, ngươi làm cái gì đấy? Tiểu tử này như thế mềm yếu vô năng, ngươi lẽ nào thật sự coi trọng hắn sao? Ngươi trước đây nói qua, ngươi ưa thích nam nhân nhất định phải là đỉnh thiên lập địa anh hùng, có thể vì ngươi che gió che mưa. Diệp Thần Phong đồng dạng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tào Vân Vi hội làm đến mức độ như thế. Hắn rõ ràng tấm này bảo mệnh linh phù ý nghĩa, Tào Vân Vi này đôi tỷ đệ hoàn toàn là dựa vào tấm linh phù này uy hiếp, bọn hắn mới có thể tại chỗ đổ rác an ổn sống sót. Ninh Chấn Hổ thấy Tào Vân Vi lấy ra linh phù, hắn càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán rồi, hắn tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong nhanh chân đến trước rồi, hắn cười lạnh nói, Tào Vân Vi. Đệ người theo như lời nói một chút cũng không sai, làm như vậy đáng giá không? Ta cũng không phải yếu làm khó dễ các ngươi, ta chỉ yếu muốn tiểu tử này mệnh mà thôi. Ngươi vì tiểu tử này, liền ngay cả tấm này bảo mệnh linh phù đều lấy ra rồi, ngươi loại hành vi này quả thực là ngu xuẩn. Ngươi thật sự muốn vì tiểu tử này sử dụng tấm linh phù này sao? Khí chất dường như suốt nước bùn mà không nhuộm Tào Vân Vi, trên mặt nàng vẻ mặt vô cùng kiên định, người thập phần bình tĩnh nói, hắn là ta mang về, chỉ cần hắn một ngày không rời đi trong nhà của ta, ta liền yếu bảo đảm an toàn của hắn, trừ phi ta cũng không thể ra sức. Ninh Chấn Hổ, lẽ nào ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương sao? Tấm linh phù này có thể trọng thương niết bàn cảnh ngũ trọng thiên tu vi người. Mà ngươi chỉ là niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực mà thôi. Diệp Thần Phong thấy Tào Vân Vi vì hắn làm đến mức độ như thế, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, khi hắn muốn để Tào Vân Vi đứng ở một bên đi thời điểm. Chỉ thấy cái kia Đinh Chấn Hổ bên trong thân thể thật khí thế bỗng nhiên tăng lên, hắn dĩ nhiên thật sự không chút do dự động thủ, bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bên này lướt đi tới. Tào Vân Vi cũng không nghĩ tới lần này Đinh Chấn Hổ. Rõ ràng thật sự dám động thủ rồi, việc đã đến nước này, căn bản không cho phép người suy nghĩ nhiều, trong tay linh phù phải không dùng linh khí là có thể kích phát. Tào Vân Vi cánh tay vung lên, từ linh phù bên trong nhất thời phóng ra nhất cổ rực rỡ ánh sáng màu trắng. Oanh! Một tiếng! Một cái kiếm lớn màu trắng hư ảnh, bỗng nhiên ở trong không khí ngưng tụ mà thành, nhanh chóng hướng về Đinh Chấn Hổ bổ xuống. Từ kiếm lớn màu trắng hư ảnh bên trong truyền ra từng trận để chu vi lòng người kinh sợ sức mạnh, nguồn sức mạnh này hoàn toàn có thể trọng thương niết bàn cảnh ngũ trọng thiên người rồi, nhưng ở bây giờ Diệp Thần Phong xem ra, nguồn sức mạnh này quả thực là quá tiểu nhi khoa, coi như là bây giờ không cách nào vận chuyển linh khí hắn, chỉ dựa vào thần tôn trung kỳ nhục thân, hắn là có thể đem này kiếm lớn màu trắng cho chống đỡ chặn lại. Đan Tê Chấn Hổ đối mặt này kiếm lớn màu trắng hư ảnh thời điểm. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hắn từ trong lòng lấy ra một khối màu xanh lam ngọc bội, hắn đột nhiên đem linh khí truyền vào trong ngọc bội. Tại trong ngọc bội lóe lên ánh sáng màu lam trong nháy mắt, Đinh Chấn Hổ lập tức được một tầng năng lượng màu xanh lam lồng ánh sáng cho bao phủ lại rồi. Một tiếng, kiếm lớn màu trắng hư ảnh bổ vào năng lượng màu xanh lam trên màn hào quang, tối hai người sau sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, Đinh Chấn Hổ là lông tóc không tổn hại. Hắn lần này sở dĩ dám động thủ, đó là bởi vì tại hai ngày trước, ca ca hắn Đinh Chấn Động Long cùng bạn của Phù Không Thành liên hệ với, bạn của Phù Không Thành đưa cho hắn ca ca một khối loại hình phòng ngự ngọc bội, khối ngọc bội kia có thể chống đối hóa thần cảnh một tầng tu vi người một đòn. Đinh Chấn Hổ từ ca ca hắn nơi đó đem ngọc bội yếu đi qua, khối ngọc bội này chính là hắn hôm nay dám động thủ khuyến khích, dù sao Tào Vân Vi Linh Phù chỉ có thể đủ trọng thương niết bàn cảnh ngũ trọng thiên người. Lẽ nào khối này có thể ngăn trở hóa thần cảnh một tầng tu vi người một đòn ngọc bội, chả không ngăn cản được Tào Vân Vi tấm linh phù này công kích sao? Này linh phù cùng ngọc bội đều chỉ có thể dùng được một lần. Chỉ thấy Tào Vân Vi đang sử dụng linh phù sau, của nàng tấm linh phù kia ở trong không khí trực tiếp biến thành hư vô. Mà Đinh Chấn Hổ khối ngọc bội kia cũng nổ tung thành bột phấn. Tào Vân Vi nhìn thấy Đinh Chấn Hổ không có thụ bất kỳ thương.
người biết hôm nay Đinh Trấn Hổ đến có chuẩn bị rồi, bây giờ nàng và đệ đệ của nàng duy nhất bảo mệnh linh phù cũng thi triển xong rồi, bọn hắn tỷ đệ hai hoàn toàn không có bất kỳ tu vi, bọn hắn tại Đinh Trấn Hổ tay lý căn bản không phản kháng được. Tự Tào Vân Vi trong lòng dâng lên một loại tâm tình tuyệt vọng. Chương 2296, một không cẩn thận tự chết rồi. Tại Tào Vân Vi dùng duy nhất bảo mệnh linh phù, cuối cùng cũng không có đối Đinh Trấn Hổ tạo thành thương tổn sau. Hiện trường tại yên lặng một lát sau, chu vi người xem náo nhiệt nhất thời thấp giọng bắt đầu bàn luận. Lúc này Tào Vân Vi tỷ đệ là phải gặp tai ương, không nghĩ tới Đinh Trấn Hổ trên người có một khối mạnh mẽ như thế loại hình phòng ngự ngọc bội, nếu không phải bị bất đắc dĩ, Đinh Trấn Hổ khẳng định cũng bỏ không được sử dụng khối ngọc bội kia, tất cả những thứ này đều là Tào Vân Vi tự tìm. Lời nói này một chút cũng không sai, nếu không phải Tào Vân Vi vì cái kia người mới ra mặt, bọn hắn tỷ đệ hai hẳn là còn có thể bình an vô sự một quãng thời gian, bây giờ bọn hắn cuối cùng một tấm bảo mệnh linh phù dùng hết rồi, ta xem hôm nay Tào Vân Vi là trốn không thoát Đinh Trấn Hổ ma chảo rồi. Thật không biết cái kia phế vật người mới, có chỗ nào hấp dẫn Tào Vân Vi. Cái kia người mới e sợ sẽ trực tiếp được Đinh Trấn Hổ giết đi. Kèm theo chung quanh thấp giọng nghị luận. Tào Vân Vi hàm răng cắn chặt môi, Tào Tiểu Đông là một bước không rời đứng ở bên cạnh của nàng. Tào Tiểu Đông đưa bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu, hắn phảng phất đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp rồi, cho dù hắn biết mình đối mặt Đinh Trấn Hổ, giống như một chỉ nhỏ yếu con kiến, hắn cũng yếu bảo vệ hắn tỷ tỷ. Tào Tiểu Đông thấp giọng hỏi, tỷ, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tào Vân Vi trong lòng thở dài một hơi, nói ra Tiểu Đông, người sợ chết sao? Nếu như ta thuận theo Đinh Trấn Hổ, như vậy ngươi là có thể không cần chết, còn có cơ hội một lần nữa ở đến phủ không thành đi rồi. Tào Tiểu Đông kiên định lắc đầu, hắn nói tỷ, ta không sợ chết, ngươi không cần vì ta suy tính, lấy chúng ta tình huống bây giờ, tại mê chi bên trong không gian cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, chẳng bằng sớm một chút tới đất dưới cùng cha mẹ đoàn tụ. Tào Vân Vi vui mừng vỗ vỗ Tào Tiểu Đông vai, nàng nói, Tiểu Đông, ngươi đúng là lớn rồi. Ta cũng muốn phụ thân và mẫu thân, chúng ta cùng đi xem bọn hắn đi. Ngược lại, Tào Vân Vi vừa liếc nhìn Diệp Thần Phong, đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm, thanh âm của nàng rất bình tĩnh, ta có thể giúp cho ngươi chỉ có bao nhiêu thôi, kế tiếp ta cũng không thể ra sức. Tào Vân Vi sở dĩ hội ra tay giúp đỡ Diệp Thần Phong. Này hoàn toàn là tính cách của nàng gây ra, tại mấy ngày nay trong khi chung, người cảm giác được suốt Diệp Thần Phong cũng không phải một cái kẻ ác. Chỉ là người không nghĩ tới Diệp Thần Phong tính cách sẽ như thế mềm yếu, người cũng biết mình đối Diệp Thần Phong là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đối mặt Tào Vân Vi thanh âm bình tĩnh, Diệp Thần Phong nhún nhún vai, hắn nói ra, ta lại thiếu nợ ngươi một phần ân tình rồi. Đã đến thời điểm như thế này, Đinh Trấn Hổ thấy Tào Vân Vi cùng Diệp Thần Phong còn tại lề mà lề mề nói chuyện, trong lòng hắn đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng phẫn nộ rồi, khóe miệng hắn nứt ra một đạo hung ác nụ cười. Nói tiểu tử, hiện tại liền Tào Vân Vi đều không bảo vệ được ngươi rồi, một cái chỉ biết đứng ở nữ nhân sau lưng oát con vô dụng, thật không biết Tào Vân Vi vừa ý ngươi điểm nào. Tại Đinh Trấn Hổ xem ra hiện tại đại cục đã định, không có bảo mệnh linh phù Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông. Căn bản là không đáng sợ được rồi, về phần Diệp Thần Phong cái này trên người không có một tia khí thế tiểu tử, thì càng thêm không có bị hắn coi là chuyện to tát rồi. Đinh Trấn Hổ cũng không gấp động thủ. Hắn muốn trêu đùa Diệp Thần Phong, hắn nói, tiểu tử, nếu như bây giờ nguyện ý lập tức quỳ xuống, giúp ta thanh đáy giày của ta liếm. Khô, sạch, như vậy ta hay là có thể tha cho ngươi một mạng. Tào Vân Vi không phải đối với ngươi rất bất đồng sao? Tại ta hưởng thụ Tào Vân Vi thời điểm, ta có thể cho ngươi ở một bên quan sát, ngươi xem coi thế nào. Này Đinh Trấn Hổ xem ra có đặc thù háo sắc. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong nên ngoan ngoãn cúi đầu, dù sao xuất hiện tại không có người hội nguyện ý thay Diệp Thần Phong ra mặt. Tào Vân Vi nghe được Đinh Trấn Hổ lời nói sau, sắc mặt của nàng con ngươi lập tức ngưng lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Đinh Trấn Hổ tại chỗ đổ rác hành động, rất nhiều người đều là biết rõ, lúc trước có nữ nhân không thuận theo Đinh Trấn Hổ, thậm chí cuối cùng tự vận, nhưng Đinh Trấn Hổ vẫn không có buông tha. Bởi vậy có thể thấy được Đinh Trấn Hổ trong lòng có cỡ nào vặn vẹo. Kiên quyết không rời đứng ở Tào Vân Vi bên cạnh Tào Tiểu Đông, ở tình huống như vậy.
hắn suy đoán Diệp Thần Phong nhất định sẽ hướng về Đinh Chấn Hổ cúi đầu, dù sao ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong quá mức mềm yếu rồi. Tào Tiểu Đông quát, Diệp Thần Phong, nếu như ngươi còn là một nam nhân lời nói, như vậy ngươi cũng đừng có hướng về Đinh Chấn Hổ cúi đầu, ta Tào Tiểu Đông đem ngươi cho rằng bằng hữu, hy vọng ngươi có lấy tư cách bằng hữu ta tư cách, bằng hữu của ta không có một cái là kẻ mềm yếu. Diệp Thần Phong ngón tay không tự chủ sờ sờ cái mũi của mình, thần sắc hắn gợn sóng không khỏi, nói ra ta có nói ta muốn cúi đầu sao? Ngươi và ngươi tỷ liền để cho ta tới bảo vệ đi. Diệp Thần Phong tiện tay đem sau lưng Thanh Vân kiếm cho rút ra, ánh mắt của hắn như ngừng lại Đinh Chấn Hổ trên người, nói, muốn để cho ta liếm. Khô, sạch đáy giày của ngươi, nhưng ngươi ngay cả liếm, ta đáy giày tư cách cũng không có. Diệp Thần Phong cứ như vậy tùy ý đứng đấy, trong tay đồng dạng là tùy ý nắm Thanh Vân kiếm, luôn cảm thấy cho người bên ngoài một loại bất luân bất loại cảm giác. Tào Tiểu Đông nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn cười nói, đây mới là ta bạn của Tào Tiểu Đông, chúng ta tại trên đường Hoàng Tuyền cũng còn có thể có người bạn. Tào Vân Vi tái nhợt khóe miệng cũng khẽ mỉm cười nói, Diệp Thần Phong, tuy rằng ngươi không bảo vệ được chúng ta, nhưng ngươi là nam nhân. Tào Tiểu Đông cùng Tào Vân Vi rất rõ ràng là cho rằng Diệp Thần Phong lựa chọn cùng bọn họ cùng chết rồi, bọn hắn nhưng sẽ không cho là Diệp Thần Phong có thể giết chết Đinh Chấn Hổ. Đinh Chấn Hổ nghe được Diệp Thần Phong lựa chọn sau đó sắc mặt của hắn đã sớm trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ chọn tử vong, cũng không lựa chọn cúi đầu trước hắn. Đối với cái này, Đinh Chấn Hổ khóe miệng tàn nhẫn nụ cười càng rõ ràng rồi, thân ảnh của hắn lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi, bên trong thân thể thật khí thế hướng về Diệp Thần Phong ép tới, tiểu tử, sinh anh hùng là phải trả giá thật lớn, huống hồ ngươi chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Ngươi căn bản không thành được anh hùng, ngươi chỉ biết chết ở quả đấm của ta bên dưới. Chu vi người xem náo nhiệt, nhìn thấy áp sát Diệp Thần Phong Đinh Chấn Hổ, bọn hắn toàn bộ biết Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cũng chuẩn bị tự vận, chỉ cần Diệp Thần Phong được Đinh Chấn Hổ giết chết, hai người bọn họ lập tức sẽ đi cùng Diệp Thần Phong. Nhưng mà, tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết thời điểm. Ai cũng không có thấy Diệp Thần Phong một cái mở ám, chỉ thấy hắn không có nắm Thanh Vân kiếm bàn tay trái, chính là tự nhiên rũ xuống, từ trong bàn tay của hắn đột nhiên bay ra một cục đá. Này cục đá tốc độ rất nhanh, trực tiếp đụng vào Đinh Chấn Hổ trên đầu gối, dĩ nhiên đem Đinh Chấn Hổ đầu gối đánh nát, dù sao cho dù không có linh khí, Diệp Thần Phong bây giờ sức mạnh thân thể cũng là không thể khinh thường. Xương bánh trẻ bị đánh nát Đinh Chấn Hổ. Thân thể của hắn nhất thời lảo đảo một cái, hắn căn bản là không cách nào khống chế ở thân thể, trước đó hắn nhưng là đem tốc độ phát phung tới cực hạn. Chỉ thấy thân thể của hắn không tự chủ được hướng về Diệp Thần Phong trong tay phải Thanh Vân kiếm đổ tới. Xì xì, một tiếng. Đinh Chấn Hổ cổ tự chủ đụng vào Thanh Vân kiếm đỉnh chóp, chỉnh thanh Thanh Vân kiếm trực tiếp xuyên thấu Đinh Chấn Hổ cổ. Trong nháy mắt mất mạng Đinh Chấn Hổ, con mắt của hắn trợn lên lớn vô cùng. Theo người ngoài, này Đinh Chấn Hổ, hắn cứ như vậy đi đời nhà ma. Hắn cứ như vậy không cẩn thận chết rồi. Chương 2297, trực tiếp đánh chết. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông rách nát phòng ốc trước yên tĩnh. Ở đây ai cũng không có thấy Diệp Thần Phong trong tay trái bay ra cục đá cái động tác nhỏ này. Cho nên, tại còn lại trong mắt người, giống như là Đinh Chấn Hổ dưới chân trượt một cái. Sau đó chính hắn đem cổ của mình, đụng vào Diệp Thần Phong Thanh Vân kiếm bên trên. Tình cảnh này tại còn lại trong mắt người vừa quỷ dị, lại có chút khôi hài. Diệp Thần Phong tại còn lại trong mắt người, chỉ là một cái không có thực lực rác rưởi mà thôi, mà Đinh Chấn Hổ nhưng là có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực, vừa vặn hắn trả một bộ khí thế hùng hổ, phải đem Diệp Thần Phong ung dung giết chết dáng dấp, nhưng trong nháy mắt, hắn lại chính mình dùng cái cổ va chạm Diệp Thần Phong Thanh Vân kiếm, cứ như vậy chết không rõ ràng rồi. Người ở chỗ này, bao quát Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, bọn hắn toàn bộ không có cho rằng, tất cả những thứ này là Diệp Thần Phong đang dở trò quỷ, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Thần Phong vận khí quá tốt rồi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn cái cổ được Thanh Vân kiếm xuyên suốt, nghiễm nhiên là một bộ chết không nhắm mắt Đinh Chấn Hổ. Hắn từ đầu tới cuối cũng không có đem Đinh Chấn Hổ quá coi là chuyện to tát, tuy nói bởi vì gân mạch nguyên nhân, hắn không cách nào vận chuyển lên linh khí,
nhưng thực lực của hắn đã đột phá đến thần vương cảnh sơ kỳ rồi, nhục thân cường độ cũng đủ để so với thần tôn cảnh trung kỳ cường giả. Đạt tới như thế độ cao sau đó Diệp Thần Phong sẽ đem Đinh Chấn Hổ quá coi là chuyện to tát sao? Tào Tiểu Đông tại phục hồi tinh thần lại sau đó hắn đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn dùng sức vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, hắn hưng phấn nói, vận khí của ngươi đúng là quá tốt rồi, ngươi nhưng là liền một chút thực lực cũng không có người, theo lý tới nói, Đinh Chấn Hổ muốn giết chết ngươi dễ như ăn cháo. Nhưng kết quả lại là Đinh Chấn Hổ chính mình bởi vì chân trơn trượt, cổ của hắn trực tiếp đánh vào kiếm của ngươi thượng, chuyện này quả thật là tuyệt. Tào Vân Vi nhíu lông mày cũng không hề buông ra. Người vội vàng nói, chúng ta bây giờ nhất định muốn lập tức rời đi nơi này, Đinh Chấn Hổ chết ở trong tay ngươi, này hoàn toàn là vận khí của ngươi, bằng không tại có 100 ngươi cũng không phải Đinh Chấn Hổ đối thủ. Bây giờ Đinh Chấn Hổ chết rồi, như vậy bổn mạng của hắn Ngọc Bài nhất định là nổ tung rồi, ca ca của hắn Đinh Chấn Động Long nhất định là biết rồi, nói không chắc Đinh Chấn Động Long đã tại chạy tới. Cái kia Đinh Chấn Động Long nhưng là có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Người không thể lại dựa vào vận khí giết chết Đinh Chấn Động Long được rồi. Đinh Chấn Hổ sức chiến đấu xa kém xa cùng Đinh Chấn Động Long làm so sánh. Đinh Chấn Động Long người này càng thêm độc ác cùng cẩn thận, đối mặt bất cứ đối thủ nào, hắn cũng sẽ không xem thường, hắn đều sẽ toàn lực đối chiến. Tào Tiểu Đông cũng nói, không sai, cùng hắn chết ở Đinh Chấn Động Long trong tay, chúng ta không bằng đi mê chi bên trong không gian thử vận may, nói không chắc chả có thể sống sót. Tại Tào Tiểu Đông dứt tiếng thời khắc, Tào Vân Vi trực tiếp kéo Diệp Thần Phong cánh tay, tại Diệp Thần Phong đem treo ở Thanh Vân kiếm thượng Đinh Chấn Hổ kéo xuống, đồng thời muốn để này đôi tỷ đệ không nên hoảng hốt thời điểm. Từ bên phải phương hướng, trong chớp mắt có nhất cổ khí thế bao phủ tới, tại luồng khí thế này cuồn cuộn xung kích sau đó đi tới, những người còn lại toàn bộ sắc mặt tái nhợt cùng khó coi, luồng khí thế này nhanh để cho bọn họ không thở nổi. Mà Diệp Thần Phong lại không hề có cảm giác gì, đây chỉ là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế mà thôi. Đối với hắn căn bản là không tạo được bất luận ảnh hưởng gì, về phần những người khác thực lực đều là tại niết bàn cảnh dưới, thậm chí là người bình thường. Bọn hắn tự nhiên là chịu không được niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế. Như vậy nhìn đến Đinh Chấn Hổ ca ca Đinh Chấn Động Long chạy đến. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn biết bây giờ là không kịp trốn, Tào Vân Vi nói ra, chúng ta vẫn là chạy không thoát vừa chết vận mệnh a hát. Một vệt bóng đen từ bên phải phương hướng nhanh chóng đạp không mà đến, cuối cùng đã rơi vào Diệp Thần Phong bọn hắn cách đó không xa. Chỉ thấy bóng đen này đồng dạng là một người trung niên nam nhân, hắn tướng mạo cùng Đinh Chấn Hổ có mấy phần tương tự, hắn chính là Đinh Chấn Động Long rồi. Này Đinh Chấn Động Long nhãn giác che lấp cực kỳ. Tại vừa vặn đệ đệ mình bản mệnh Ngọc Bài nổ tung sau đó hắn lập tức liền chạy tới đây rồi. Hắn biết mình đệ đệ nhất định là đến Tào Vân Vi bên này, hắn chỗ ở địa phương khoảng cách Tào Vân Vi nơi này cũng không phải rất xa, cho nên chỉ cần hắn phát huy ra tốc độ nhanh nhất, hắn có thể rất nhanh sẽ chạy tới nơi này. Tại Đinh Chấn Động Long quét mắt một lần bốn phía, hắn trực tiếp cầm lấy một tên người xem náo nhiệt, làm cho đối phương đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Khi hắn hiểu được chuyện đã xảy ra sau đó hắn cảm giác đệ đệ của mình chết quá tà môn, hắn nhìn xem đã bị Diệp Thần Phong từ Thanh Vân kiếm thượng kéo xuống Đinh Chấn Hổ thi. Thể, hắn đồng dạng là không cảm giác được Diệp Thần Phong trên người có chút nào khí thế. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cho là Diệp Thần Phong là thâm tàng bất lộ rồi, bằng không Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không được ném tới chỗ đổ rác tới. Cuối cùng Đinh Chấn Động Long chỉ có thể đổ cho đệ đệ của mình quá xui xẻo rồi. Đinh Chấn Động Long thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng xuất hiện Diệp Thần Phong trước mặt, trong miệng lớn tiếng quát lên, đệ đệ ta xem như là chết trong tay ngươi thượng, ngươi lập tức đi dưới đất cùng hắn đi. Đinh Chấn Động Long không có quá nhiều phí lời, nắm đấm phải của hắn hướng về Diệp Thần Phong đầu oanh kích mà đi, tại còn lại người xem ra ác liệt vô cùng nắm đấm cùng cực kỳ bất phàm tốc độ. Tại Diệp Thần Phong trong mắt lại là mặt khác một phen cảm thụ. Này Đinh Chấn Hổ tốc độ ở trong mắt hắn quá chậm, sức mạnh ở trong mắt hắn cũng quá nhỏ, dựa vào hắn cơ thể của mình tốc độ cùng sức mạnh, cho dù không cách nào thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, hắn cũng hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ niết bàn cảnh cường giả. Mắt thấy Diệp Thần Phong đầu sẽ bị Đinh Chấn Động Long cho đánh bể.
Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông căn bản không nhẫn tâm thấy cảnh này, bọn hắn biết lần này không có vận may xảy ra, đồng thời bọn hắn cũng lần nữa chuẩn bị tự vận. Tại đình chấn động long nhìn như hổ hổ xanh uy quả đấm yếu oanh kích đến Diệp Thần Phong đầu trước một giây đồng hồ. Diệp Thần Phong cánh tay động. Trong tay phải Thanh Vân Kiếm đã thả lại phía sau lưng rồi, bàn tay phải của hắn chắn sau đầu của chính mình trước. Một tiếng. Đinh chấn động long quả đấm đánh vào Diệp Thần Phong trong bàn tay. Đinh chấn động long chỉ cảm giác một quyền này giống như là đánh vào bông vải bên trong, sức mạnh của hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào, phát hiện điểm này sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, khi hắn muốn phải nhanh chóng trượt lui thời điểm. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không khiến hắn thỏa mãn nguyện vọng. Bàn tay của hắn trực tiếp nắm chặt rồi đinh chấn động long quả đấm, dùng sức sờ một cái. Răng rác, răng rác, răng rác. Đinh chấn động long quả đấm trực tiếp được vê thành thịt nát, tại trong cổ họng hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thời điểm. Diệp Thần Phong quyền trái hướng về đinh chấn động long thân thể oanh kích mà đi, sau đó tay phải của hắn cũng nắm thành quả đấm đánh vào đinh chấn động long trên người. Nắm tay phải cùng quyền trái không ngừng liên tục oanh kích, đinh chấn động long căn bản không kịp làm suốt bất kỳ phản ứng nào. Vang trầm không ngừng vang lên. Diệp Thần Phong mỗi một quyền cũng có thể để đinh chấn động long thân thể một cái vị trí xương phấn nát tan, da thịt cùng huyết nhục trực tiếp hóa làm thịt nhão. Tại Diệp Thần Phong liên tục oanh kích không tới một phút thời gian. Đinh chấn động long ngoại trừ đầu ở ngoài, thân thể hắn sớm đã là toàn bộ biến thành thịt nát rồi, hắn là trực tiếp được Diệp Thần Phong cho mạnh mẽ oanh kích mà chết rồi. Chu vi tĩnh đáng sợ. Vào đúng lúc này, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng đã biến mất. Chương 2298, chọn mồi câu gạch dưới đô thị chi tối cường hoàn khố gạch dưới Vân Lai Các. Không riêng gì Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông bộ mặt biểu lộ cứng ngắc ở. Ở đây còn lại người xem náo nhiệt cũng toàn bộ là trong nháy mắt ngây người như phỗng. Phát sinh trước mắt tất cả, thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ rồi, này để cho bọn họ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thực này. Vừa vặn đinh chấn hổ đối Diệp Thần Phong triển khai công kích sau đó người ở chỗ này vốn cho là Diệp Thần Phong sẽ chết tại đinh chấn hổ trong tay. Nhưng kết quả, đinh chấn hổ không giải thích được chân trượt, cổ của hắn trực tiếp đụng vào Diệp Thần Phong trên thân kiếm, tôi gáy trực tiếp được Diệp Thần Phong Thanh Vân Kiếm cho quán xuyên, chết chính là buồn cười như vậy. Nguyên bản đối với những người còn lại xem ra đều là một hồi bất ngờ, dù sao Diệp Thần Phong nhưng là liền một tia khí thế cũng không có người. Hơn nữa xương của hắn tuy rằng khôi phục, nhưng hắn gân mạch hoàn toàn không có khôi phục, lại nói Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi mà thôi, cho dù hắn thật sự khôi phục như cũ thực lực, hắn lại sẽ mạnh bao nhiêu đâu này. E sợ liền niết bàn cảnh cũng sẽ không đến. Cho nên tại đinh chấn hổ ca ca đinh chấn động long tới rồi, đồng thời đối Diệp Thần Phong không chút do dự động thủ sau đó lúc này những người còn lại biết Diệp Thần Phong không có vừa vặn vận khí. Cái kia khí thế hung hăng đinh chấn động long hiển nhiên là yếu đập nát Diệp Thần Phong đầu, hắn đem niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế phát phung tới vô cùng nhuần nhuyễn, mắt thấy Diệp Thần Phong lần này thật sự muốn chết rồi. Có thể nhường cho người mở rộng tầm mắt sự tình lại một lần xảy ra. Diệp Thần Phong không những tùy ý đem đinh chấn động long bén nhọn một quyền cản lại, hơn nữa trực tiếp một quyền lại một quyền, đem đinh chấn động long thân thể oanh đã bị đánh thịt nát. Này đường đường niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đinh chấn động long, tại Diệp Thần Phong trong tay thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Này, đây cũng quá qua quỷ dị chứ. Từ đầu tới cuối, Diệp Thần Phong trên người đều không có nổi lên một tia khí thế. Diệp Thần Phong làm sao lại tay không đem đinh chấn động long bắn cho kích mà chết rồi đâu này. Ở đây những người còn lại cũng đều không phải người ngu. Bọn hắn rất nhanh nghĩ đến vừa vặn đinh chấn hổ chết đi cũng không phải bất ngờ. Vừa nãy đinh chấn hổ tuyệt đối không phải chân trượt một cái, mà là Diệp Thần Phong đang dở trò quỷ. Đinh chấn động long cùng đinh chấn hổ này hai huynh đệ nhưng là chỗ đổ rác danh xứng với thực bá chủ, bây giờ này hai huynh đệ liên tiếp đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, này làm cho chu vi người xem náo nhiệt trên người toát ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp Thần Phong hẳn là dựa vào sức mạnh của thân thể. Trực tiếp đem đinh chấn động long bắn cho kích mà chết. Như vậy Diệp Thần Phong nếu như khôi phục gân mạch, thực lực của hắn tại cái gì tầng thứ? Ở xung quanh trong lòng người âm thầm suy đoán thời điểm,
Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông rốt cục tỉnh táo lại. Bọn hắn phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần Phong như thế, ánh mắt chính là chết nhìn chòng chọc Diệp Thần Phong. Trên hai tay dính đầy đinh chấn động long tiên huyết Diệp Thần Phong, cánh tay của hắn vung một cái, trên cánh tay của hắn tiên huyết toàn bộ hóa thành giọt máu. Cuối cùng tung rơi trên mặt đất. Diệp Thần Phong nhìn xem Tào Vân Vi này đôi tỷ đệ, hắn gợn sóng không khỏi cười nói, ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ các ngươi tỷ đệ hai, ta Diệp Thần Phong vẫn luôn là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Nguyên bản Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông toàn bộ cho rằng, Diệp Thần Phong tính tình so sánh mềm yếu. Một cái thị giác tính nghịch chuyển, cho này đôi tỷ đệ trong lòng đã tạo thành cực kỳ trùng kích cực lớn. Tào Tiểu Đông cặp mắt không ngừng quan sát Diệp Thần Phong, quá rồi sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, tiểu tử. Hai chữ này vừa vặn phun ra miệng, Tào Tiểu Đông vội vàng đổi giọng, Diệp đại ca, người thật đúng là thâm tàng bất lộ a hát. Người rõ ràng chỉ có 30 tuổi mà thôi, thực lực của ngươi đến cùng tại cái gì tầng thứ. Ngươi là quang chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, liền đem đinh chấn động long bắn cho kích mà chết. Hóa thần cảnh người tu luyện nhục thân cường độ nhất định là làm không được, coi như là linh thần cảnh cường giả nhục thân cường độ cũng không được a hát. Lẽ nào Diệp đại ca ngươi nguyên bản thực lực là trên đất thần cảnh? Đúng rồi, Diệp đại ca ngươi nguyên bản thực lực nhất định là trên đất thần cảnh, ngươi tuy rằng gân mạch vẫn không có khôi phục. Nhưng cơ thể ngươi lại nhưng vẫn là nằm ở địa thần cảnh. Tào Tiểu Đông lầm bầm lầu bầu hung hăng lầm bầm, suy đoán Diệp Thần Phong nguyên bản chính là địa thần cảnh cường giả, đây đã là hắn hướng về đại bên trong suy đoán rồi. Đối với không có tu luyện qua Tào Tiểu Đông cùng Tào Vân Vi mà nói, bọn hắn cũng không rõ ràng địa thần cảnh nhục thân cường độ là như thế nào. Nhưng, Diệp Thần Phong dù sao chỉ có 30 tuổi. 30 tuổi lúc địa thần cảnh cường giả, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói, bọn hắn căn bản không có đi suy đoán Diệp Thần Phong chính là thiên thần cảnh cường giả. Dù sao phù không thành bên trong thiên thần cảnh cường giả, có cái nào không phải mấy ngàn tuổi. Một cái 30 tuổi người làm sao khả năng đến thiên thần cảnh đây này. Bọn hắn cảm thấy Diệp Thần Phong tất nhiên thần cảnh cường giả, trong lòng bọn họ đã là cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Nhìn thấy Tào Tiểu Đông một mặt chờ mong chờ câu trả lời của mình. Diệp Thần Phong trong lòng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn phát hiện một bên Tào Vân Vi cũng là dùng ánh mắt còn lại tại nghiêng mắt nhìn hắn. Diệp Thần Phong biết nếu như đạo gia bản thân chính là thần vương cảnh, e sợ này đôi tỷ đệ không nhất định sẽ tin tưởng, cho nên thân là thần vương cảnh Diệp Thần Phong. Hắn chỉ có thể khổ ép đóng vai một hồi địa thần cảnh thực lực người. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời sau đó Tào Tiểu Đông là càng thêm hưng phấn, hắn thậm chí bắt đầu có chút sùng bái Diệp Thần Phong rồi, trong lòng hắn đối Diệp Thần Phong mềm yếu xem thường đã sớm là biến mất không còn chút nào. Tào Tiểu Đông chính là một tính tình trực sảng người, hắn chính là sùng bái cường giả, ở trong mắt hắn 30 tuổi liền đến địa thần cảnh Diệp Thần Phong. Không thể nghi ngờ là một vị cường giả. Tào Vân Vi cũng từ từ chân chính chỉ hoãn quá rồi thần trí, người đối với Diệp Thần Phong, nói ra cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi là địa thần cảnh tu vi người. Tào Tiểu Đông không ngừng nhìn mình tỷ tỷ và Diệp Thần Phong, hắn nói ra tỷ, ngươi không phải là yêu thích anh hùng sao? Ta cảm thấy Diệp đại ca chính là anh hùng a hát, lấy hắn địa thần cảnh tu vi, hắn khẳng định có thể khôi phục gân mạch. Được Tào Tiểu Đông nói như vậy, Tào Vân Vi nhất thời gò má ửng đỏ, người đôi mắt đẹp trừng mắt liếc đệ đệ của mình, nói Tiểu Đông, ngươi nói bậy nói bạ cái gì đâu này? Phải hay không đáng đánh? Tào Tiểu Đông vội vàng vọt đến Diệp Thần Phong sau lưng, khi biết Diệp Thần Phong cũng không phải một cái kẻ mềm yếu. Cùng với Diệp Thần Phong chính là địa thần cảnh cường giả sau đó Tào Tiểu Đông liền nhận định cái này tỷ phu, dưới cái nhìn của hắn tỷ tỷ của mình cùng Diệp Thần Phong phi thường xứng. Chính lúc Diệp Thần Phong cũng muốn để Tào Tiểu Đông không nên hồ nháo thời điểm. Chỗ đổ rác mỗi người, tại bên hông của bọn họ đều có một khối hòn đá màu đen chế tác mà thành lệnh bài. Bọn hắn bên hông lệnh bài đột nhiên toàn bộ lấp lánh lên. Này làm cho chỗ đổ rác tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt sợ hãi rồi. Bởi Diệp Thần Phong mới vừa đến nơi đây, hắn vẫn không có loại thân phận này lệnh bài. Đối với Diệp Thần Phong nghi hoặc, Tào Vân Vi nói ra, người nên cũng nghe nói liên quan với hỏa diễm ma ngư sự tình đi nha.
Mỗi một quãng thời gian phù không thành liền sẽ thành lập đội ngũ đi bắt giữ một lần hỏa diễm ma ngư, mà chúng ta chỗ đổ rác người, tại phù không thành người tu luyện xem ra toàn bộ đều là mồi câu. Lần này xem ra là tạm thời quyết định đi bắt giữ hỏa diễm ma ngư, bằng không còn muốn chờ 5 ngày, phù không thành mới sẽ thành lập đội ngũ, phù không thành người là muốn đến chọn mồi câu rồi. Chương 2299, Hỏa diễm ma ngư xào huyệt. Khi biết phù không thành tạm thời quyết định đến chọn mồi câu sau, rác rưởi người trong sân nhất thời đem Đinh Chấn Hổ cùng Đinh Chấn Động Long chết đi ném ra sau đầu rồi. Từ trước đây đến bây giờ, phàm là được tuyển chọn lấy tư cách mồi câu người, không có một cái hay sống trở về chỗ đổ rác. Tại tất cả mọi người hoảng loạn thời điểm, oanh, một tiếng, bao phủ lại chỗ đổ rác kết giới thượng xuất hiện một cái lỗ to lớn. Một chiếc khí thế phi phàm linh thuyền trôi nổi ở chỗ đổ rác bầu trời, dĩ vãng tuyển lựa mồi câu đều là tùy cơ, lần này cũng không ngoại lệ. Định cư tại chỗ đổ rác người, bọn hắn đều một khối thân phận lệnh bài, tại thân phận của bọn họ lệnh bài trên đều có một cái đánh số. Phụ trách đi bắt giữ hỏa diễm ma ngư phù không thành cường giả, bọn hắn tùy ý báo ra ba cái con số, của người nào thân phận lệnh bài trên con số, cùng báo ra con số ăn khớp. Như vậy liền chẳng khác gì là được chọn lựa ra làm mồi câu rồi. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông tỷ đệ hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời to lớn linh thuyền. Trong đó Tào Vân Vi nhỏ giọng nói, phát động rồi to lớn như vậy linh thuyền, xem ra lần này người xuất động số không ít, phù không thành hẳn là muốn bắt giữ rất nhiều hỏa diễm ma ngư rồi. Tại Tào Vân Vi dứt tiếng không bao lâu sau, chỉ nghe từ bầu trời to lớn linh trên thuyền, truyền xuống điểm số thanh âm. 801, 802 cùng 803, ba người này cùng chúng ta cùng đi bắt giữ hỏa diễm ma ngư. Linh trên thuyền thanh âm truyền khắp toàn bộ chỗ đổ rác. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông khi nghe đến báo ra con số sau, hai người bọn họ vẻ mặt hoảng hốt. Diệp Thần Phong tại phát hiện dị thường của bọn hắn sau, hỏi hắn, nên sẽ không trùng hợp. Hai người các ngươi vừa lúc bị chọn chúng. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông khổ sở gật gật đầu, hai người bọn họ tỷ đệ là cùng đi tới chỗ đổ rác định cư, cho nên thân phận của bọn họ lệnh bài số thứ tự cũng vừa hay là ngay cả lên. Thấy Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông gật đầu, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, này đôi tỷ đệ cũng coi như là đối với hắn có ân rồi. Hắn không thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi làm mồi câu chịu chết, nhưng thực lực của hắn vẫn không có khôi phục, giữa bầu trời kia linh trên thuyền tuyệt đối có cường giả tồn tại. Kế trước mắt, hắn chỉ có thể cùng đi làm mồi câu. Hắn mới có thể bảo đảm này đôi tỷ đệ an toàn. Diệp Thần Phong ánh mắt quét mắt một lần bốn phía, hắn nhìn thấy có một người trung niên nam nhân, trên mặt vẻ mặt như chết rồi cha mẹ như thế. Hắn lập tức đi tới tên kia đàn ông trung niên bên cạnh, nói, ngươi có phải hay không cũng bị chọn chúng. Ngươi đem thân phận của ngươi lệnh bài cho ta, để cho ta thay ngươi đi làm mồi câu. Tên kia đàn ông trung niên khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói, hắn tại vi vi sửng sốt một chút sau đó hắn vội vàng đem thân phận của mình lệnh bài giao cho Diệp Thần Phong. Sau đó như một làn khói rời khỏi, xem ra hắn là chỉ lo Diệp Thần Phong đổi ý. Tại bắt được 803 số thân phận lệnh bài Diệp Thần Phong, hắn về tới Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông bên cạnh, hắn lung lay lệnh bài trong tay, nói ra ta bồi các người đồng thời làm mồi câu. Nhìn thấy Diệp Thần Phong hành động như vậy sau đó Tào Vân Vi nội tâm tối ôn hòa mới bị đột nhiên sờ nhúc nhích một chút, mà Tào Tiểu Đông trên mặt hoang mang cũng đã biến mất, hắn lập tức lộ ra cười ha hả nụ cười, Diệp đại ca, ta Tào Tiểu Đông vẫn không có bội phục qua người nào đây. Từ giờ trở đi Diệp đại ca chính là ta người khâm phục nhất rồi, không phải là đi làm mồi câu ma. Tào Vân Vi ngọ nguậy môi, nói ra, kỳ thực ngươi đại khái có thể không cần như vậy, dùng ngươi địa thần cảnh thực lực. Người nhất định sẽ chậm rãi khôi phục gân mạch. Đến lúc đó tuyệt đối có thể ở đến phù không thành đi. Diệp Thần Phong bình thản cười một tiếng nói, ta nói rồi hội báo đáp các ngươi tỷ đệ, ta nhưng là một cái nói một không hai người. Được người được chọn lập tức đi ra, không nên tại lề mà lề mề rồi, chúng ta không có thời gian lãng phí ở các ngươi những rác rưởi này trên người. Từ bầu trời bên trong linh trên thuyền, lại truyền tới một đạo quát chói tai âm thanh. Việc đã đến nước này, Tào Vân Vi cũng biết khuyên không được Diệp Thần Phong rồi, trong lòng nàng cũng cảm giác khó hiểu ấm áp, phảng phất đi làm mồi câu trở nên cũng không đáng sợ rồi. Diệp Thần Phong,
Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông giơ trong tay lệnh bài đi ra. Giữa bầu trời linh người trên thuyền tại chú ý tới Diệp Thần Phong ba người, sau đó từ linh trên thuyền lập tức kéo tới nhất cổ sức hút. Cỗ lực hút này toàn bộ tác dụng ở Diệp Thần Phong ba người trên người. Tại cỗ lực hút này dưới tác dụng, Diệp Thần Phong, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông ba người này, thân thể của bọn họ lăng không mà lên. Được nắm kéo hướng về linh trên thuyền bay đi. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Thần Phong ba người đã bị nguồn sức mạnh này kéo xuống linh trên thuyền. Chiếc này linh thuyền tổng cộng có 2 tầng, chỉ thấy tại tầng thứ 2 trên boong thuyền đứng đấy hơn 50 người rồi. Trong đó một cái lão đầu râu bạc uy nghiêm nhất, những người còn lại đều là lấy lão đầu này làm trung tâm, lão đầu này chính là Phù Không Thành ba thành chủ Trình Cao Vinh, thực lực tại thần vương cảnh trung kỳ. Đứng ở Trình Cao Vinh bên cạnh là một gã thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong đàn ông trung niên, ở đây ngoại trừ Trình Cao Vinh ở ngoài, tên này đàn ông trung niên thực lực mạnh nhất rồi. Tên này thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong đàn ông trung niên, tên của hắn gọi là Bao Hướng Lên Trời, đang nhìn đến Diệp Thần Phong ba người sau khi đến, hắn cung kính đối với Trình Cao Vinh, nói ra, ba thành chủ, chúng ta có phải không có thể xuất phát? Trình Cao Vinh khoát tay áo một cái, nói ra, lên đường đi. Nghe được Bao Hướng Lên Trời thanh âm nói chuyện sau đó Diệp Thần Phong lập tức nhận ra rồi. Này Bao Hướng Lên Trời liền là vừa vặn điểm số người. Ngoại trừ Trình Cao Vinh cùng Bao Hướng về Thiên Chi ngoại, ở đây còn lại chừng 50 người, thực lực của bọn họ toàn bộ trên đất thần cảnh đến thiên thần cảnh trong lúc đó. Tại linh thuyền một lần nữa khởi động, bay khỏi chỗ đổ rác bầu trời sau. Bao Hướng Lên Trời mới quét mắt một lần Diệp Thần Phong ba người, tại cảm giác được Diệp Thần Phong các loại trên thân ba người đều không có một chút nào khí thế. Sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái, hắn không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, tuyển ra ba cái đều là người bình thường. Bao Hướng Lên Trời lập tức thận trọng đối với Trình Cao Vinh, nói, ba thành chủ, này ba cái cũng chỉ là người bình thường mà thôi, ngài xem phải hay không trở lại lựa chọn lần nữa ba người đi ra. Đổi lại dĩ vãng tuyển ra người bình thường cũng giống vậy, nhưng lần này là ba thành chủ dẫn đội, Bao Hướng Lên Trời cũng phải cẩn thận hầu hạ. Trình Cao Vinh âm thanh gợn sóng không khỏi nói ra, được rồi, lần này chúng ta là phát hiện một chỗ hỏa diễm ma ngư xào huyệt, có người nói cái kia tổ. Trong huyệt hỏa diễm ma ngư toàn bộ trong trạng thái mê man, lần này mồi câu chỉ phải giúp chúng ta trước tiên tiến vào bên trong thăm dò đường là được rồi, coi như là người bình thường cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Nghe được Trình Cao Vinh lời nói sau, Bao Hướng Lên Trời lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông này đôi tỷ đệ. Bọn hắn khi nghe đến lần này cần hạ nhiệt diễm ma ngư xào huyệt, sắc mặt của bọn họ lập tức lại trở nên khó coi. Này đôi tỷ đệ đã từng thấy hỏa diễm ma ngư thi. Thể, trống trơn là hỏa diễm ma ngư thi. Thể liền có thể sợ vô cùng, cái gọi là hỏa diễm ma ngư xào huyệt. Hắn trong khẳng định có rất nhiều hỏa diễm ma ngư, để cho bọn họ tiến vào hỏa diễm ma ngư xào huyệt đi dò đường. Nếu như trong đó hỏa diễm ma ngư không có rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bọn hắn e sợ lập tức sẽ bị xé nát. Chương 2300, quá không được bình thường tại mê chi bên trong không gian. Thực lực cao nhất hỏa diễm ma ngư cũng có thiên thần cảnh đến thần vương cảnh ở giữa. Muốn đi vào hỏa diễm ma ngư xào huyệt, này nhưng cũng không phải đùa giỡn. Tuy rằng Trình Cao Vinh nói là chỗ kia xào huyệt bên trong, hết thảy hỏa diễm ma ngư toàn bộ lâm vào trong giấc ngủ say. Nhưng nếu như Trình Cao Vinh đám người có tự tin 100%, vậy thì căn bản không yêu cầu bọn hắn những này mồi câu đi dò đường rồi. Sắc mặt trắng bệch Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông, bọn hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Thần Phong, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chính là địa thần cảnh tu vi cường giả. Địa thần cảnh tu vi người, dưới cái nhìn của bọn họ cố nhiên có thể xưng là cường giả. Thế nhưng mặt đối với hỏa diễm ma ngư thời điểm, đừng nói là địa thần cảnh, coi như là thiên thần cảnh cường giả cũng không đáng chú ý đó a. Còn nữa Diệp Thần Phong gân mạch vẫn không có khôi phục, hắn căn bản vô pháp vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông. Cho nên, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông biết, bọn hắn một khi gặp phải không có ngủ say hỏa diễm ma ngư, bọn họ là chắc chắn phải chết rồi, mà Diệp Thần Phong lần này hoàn toàn là đến cùng bọn họ đồng thời chịu chết, này làm cho này đôi tỷ đệ trong lòng vừa hổ thẹn, lại cảm động. Tại linh thuyền một lần nữa khởi động sau không bao lâu. Bao Hướng Lên Trời chuyên môn quát lớn một phen Diệp Thần Phong ba người,
để Diệp Thần Phong bọn hắn thành thành thật thật tại bong tàu trong góc ở lại. Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ tùy cơ ứng biến rồi, hắn hiện tại nhưng không có chống cự thực lực. Toàn bộ mê chi không giữa không thể nhìn thấy phần cuối, chiếc này to lớn linh thuyền một đường hướng về mặt phía bắc chạy. Linh thuyền chạy quỹ tích, trước đó hẳn là bị thăm dò qua, cho nên dọc theo con đường này hầu như không có gặp phải nguy hiểm gì. Mỗi một quãng thời gian, là có thể nhìn thấy từng khối lơ lửng cự tảng đá lớn. Những này hòn đá lớn nhỏ đều giống như một san sát đảo nhỏ bình thường. Sau 3 ngày, chỉnh chiếc to lớn linh thuyền rốt cục ngừng lại, chỉ thấy tại linh thuyền trước mặt, có một tòa như to lớn cao sơn vậy hòn đá. Khối này nổi lơ lửng hòn đá, tối thiểu có mấy trăm gạo đến 1000 mét cao. Tại đây cao sơn giống như hòn đá dưới đáy có một cái đen như mực cửa động. Nơi này chính là chỗ kia bị phát hiện hỏa diễm ma ngư xào huyệt rồi. Tại mấy ngày thiên chi trước, vừa vặn có 5 tên phù không thành người tu luyện đi ra thăm dò, chỗ này xào huyệt là cái kia 5 tên người tu luyện phát hiện, bọn hắn khi tiến vào hang động này sau đó bọn hắn lập tức cảm thấy được nơi này là một chỗ hỏa diễm ma ngư xào huyệt, lúc đó thanh cái kia 5 tên người tu luyện là sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện nơi này hỏa diễm ma ngư toàn bộ lâm vào trong giấc ngủ say. Nhưng kia 5 tên người tu luyện cũng không dám manh động, dù sao nhân số của bọn họ quá ít, một khi nơi này hỏa diễm ma ngư tỉnh lại, bọn họ là chắc chắn phải chết. Cho nên bọn hắn lập tức về tới Phù Không Thành, đem chuyện nào hồi báo cho Phù Không Thành thành chủ. Cuối cùng Phù Không Thành 3 vị thành chủ trải qua thương nghị, do 3 thành chủ Trình Cao Vinh tự mình dẫn đội đến tìm tòi hư thực. Trình Cao Vinh đội ngũ này tuy chỉ có 50 mấy người, nhưng nếu như trong hang ổ hỏa diễm ma ngư thật sự trong trạng thái mê man, như vậy Trình Cao Vinh có biện pháp không làm ra bất kỳ cái gì động tĩnh. Đem một con lại một con hỏa diễm ma ngư toàn bộ giết chết. Nhưng nếu như trong hang ổ hỏa diễm ma ngư không có rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy bọn hắn trở lại càng nhiều người chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên trước phải để mồi câu tiến vào thăm dò đường, nếu như mồi câu chịu đến hỏa diễm ma ngư công kích, như vậy Trình Cao Vinh lập tức sẽ mang theo hơn 50 người rời đi nơi này. Bởi vì tại linh trên thuyền nguyên nhân, cho nên Diệp Thần Phong trong 3 ngày qua, hắn cũng không cách nào gây dựng lại vuốt thuận của mình gân mạch. Tại đã tới hỏa diễm ma ngư xào huyệt lối vào sau. Bao hướng lên trời đưa cho Diệp Thần Phong, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông một viên có thể đeo tại trên y phục thấu. Rõ ràng tinh thể, để Diệp Thần Phong bọn hắn thanh này thấu. Rõ ràng tinh thể kẹp ở ngực, miệng trên y phục, sau đó, bao hướng lên trời hai tay hướng về Diệp Thần Phong, Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông đẩy một cái, một nguồn sức mạnh nhất thời từ bao hướng lên trời trong bàn tay bộc phát ra. Nhưng nguồn sức mạnh này cũng không hề để Diệp Thần Phong 3 người bị thương. Nguồn sức mạnh này chỉ là đem bọn hắn đẩy lên hỏa diễm ma ngư xào huyệt lối vào nơi. Thấy Diệp Thần Phong bọn hắn đến cửa vào sau đó bao hướng lên trời quát lên, 3 người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức tiến vào cửa động bên trong. Trình Cao Vinh đúng là không có mở miệng, hắn từ đầu tới cuối đều bình tĩnh ngồi ở bong tàu trên một cái ghế, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua Diệp Thần Phong đám người. Giống như cái gì sự tình đều giao cho bao hướng lên trời làm chủ rồi. Thân là thần vương cảnh sơ kỳ Diệp Thần Phong, cảm giác của hắn phi thường bén nhạy, hắn biết Trình Cao Vinh lão già này, ở bề ngoài giống như là cái hiền hòa lão đầu, nhưng trên thực tế hẳn là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Diệp Thần Phong từ Trình Cao Vinh bên trong thân thể cảm thấy cực kỳ nồng nặc hung khí, hắn biết chỉ cần bọn hắn không muốn tiến vào hỏa diễm ma ngư xào huyệt bên trong. E sợ không đợi bao hướng lên trời động thủ, lão đầu này trực tiếp hội diệt bọn hắn. Chuyện đến nước này, chỉ có thể trước tiến vào hỏa diễm ma ngư xào huyệt bên trong nhìn một chút. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn bên cạnh Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông sau đó hắn thấp giọng nói, hai người các ngươi thật chặt đi theo ta. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông cũng rõ ràng bây giờ là nhất định muốn tiến vào bên trong rồi, hai người bọn họ không tự chủ được gật gật đầu. Tùy tùng Diệp Thần Phong đồng thời tiến vào đen như mực cửa động bên trong. Khi tiến vào cửa động sau, nhất thời có nhất cổ gai mũi mùi hôi thối chui vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi của bọn hắn, không khí chung quanh cũng cực độ ẩm ướt. Trên mặt đất là dính ngượng ngùng, Diệp Thần Phong bọn hắn tiến vào một cái rộng rãi vô cùng thông đạo, cái lối đi này độ rộng đầy đủ 10 người song song mà đi rồi, về phần độ dài bao nhiêu, căn bản vô pháp phán đoán, bởi vì cái lối đi này là rẽ 7 rẽ 8. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông tiến vào thông đạo sau.
hai người bọn họ là không dám thở mạnh một cái, thật chặt đi theo Diệp Thần Phong bước tiến. Ở trong đường hầm đi lại sau nửa giờ, tại thông đạo hai bên trên vách đá, xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng khẩu, tại từng cái trong lỗ thủng, toàn bộ đều có một loại cổ quái sinh vật xuyên ở trong đó. Loại sinh vật này dáng dấp giống như loại cá, toàn thân vảy là màu lửa đỏ, chúng nó sắc bén kia hàm răng độ dài phi thường kinh người, liền ngay cả môi của bọn nó cũng không cách nào đem hàm răng bọc lại. Bước đầu đoán chừng loại sinh vật này thân dài tối thiểu tại 2 mét đến 3 mét trong lúc đó, những này xuyên tại trong lỗ thủng to lớn sinh vật, ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhắm, thật giống toàn bộ là đang ngủ. Những này xuyên tại từng cái lỗ thủng khổng lồ trong sinh vật chính là ngọn lửa kia ma ngư rồi. Tào Vân Vi cùng Tào Tiểu Đông nhìn đến đây hỏa diễm ma ngư, thật sự toàn bộ lâm vào trong giấc ngủ say, hai người bọn họ trong lòng này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, trong đó lão Bạch nói, tiểu gia hỏa, quá không được bình thường, tuy rằng chúng ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua này cái gọi là hỏa diễm ma ngư, nhưng căn cứ ta cùng lão Hắc cảm ứng. Những ngọn lửa này ma ngư không như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong rồi, chúng nó bên trong thân thể nhịp điệu rõ ràng cho thấy nằm ở tỉnh táo trạng thái. Lão Bạch lời này vừa nói ra, Diệp Thần Phong trong nháy mắt một trận tê cả da đầu, lấy hắn tình huống bây giờ, hắn nhưng không đối phó được hỏa diễm ma ngư AH. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.